Tương truyền ngày xưa, có một người đã trải qua rất nhiều kiếp. Kiếp nào từ bé đến lớn cũng giữ mình đức hạnh và thành bậc chân tu. Cứ luân hồi chuyển kiếp như vậy liên tiếp đến 9 lần, nhưng chưa kiếp nào được thành Phật. Đến kiếp thứ 10, người này thác sinh làm con gái ở một nhà họ Mãn, tên là Thị Kính. Kính lớn lên rất nết na, hiếu thuận, xinh đẹp và siêng năng. Nàng lấy chồng là một người học trò họ Sùng, tên Thị Sĩ, rất chăm học, không hề cờ bạc, rượu chè. Nhà chồng cũng chẳng khá giả, nên Thị Kính càng ra công tần tảo cho chồng, dốc lòng sôi kinh nấu sử. Mà sao ta thấy trong người mệt mỏi quá. Ta sợ không đủ thời gian để trau dồi kinh sử, để lên kinh ứng thí. Chàng mệt thì chàng nghĩ phải giữ gìn sức khỏe, đó là điều quan trọng nhất. Thiếp thấy chàng học suốt ngày suốt đêm, mệt mỏi quá không khéo đầu óc lại mụ mẫm thêm. Hay là chàng nghỉ chút đi, để thiếp rót miếng nước cho chàng uống nha. Chàng ơi, uống. Tại sao chồng mình lại có một sợi râu mọc ngược lên như vậy chứ? Mình nghe người ta nói râu mọc ngược là tướng rất xấu, bạc ác, thất bại. Chồng mình lại sắp đi thi rồi. Thôi thì phải nhổ nó ngay, nhưng khi chồng còn đang ngủ say. Cô làm gì vậy? Thiếp mà. Cô giết tôi sao? Không phải như vậy đâu chàng. Dưới cằm của chàng có một sợi râu mọc ngược, nên em dùng con dao nhíp này để nhổ râu cho chàng thôi. Cô nói láo. Nhổ râu bằng con dao này sao? Cô định giết tôi phải không? Không mẹ ơi mà chàng. Mẹ ra đây mà coi nè mẹ. Không phải như vậy đâu con. Mẹ ơi, cái gì vậy? Vợ con định giết con đó mẹ. Trời đất ơi. Dao. Dạ. Mày định giết con tao hả? Không phải như vậy đâu mẹ. Giết người hả? Con lại mẹ mà. Bà không ơi, phải như vậy đâu. Bà sớm ơi. Chàng ơi, con đã giết con của nhà. Vậy đâu mà. Bà sớm ơi. Mày hả? Mẹ ơi, mẹ đừng có nói như vậy tội nghiệp cho con. Con mà có ý định giết chồng con thì trời tru đất diệt. Con thề với mẹ. Chàng ơi, thiếp xin chàng mà. Mày á, mày quá lắm rồi. Đã bị bắt tận tay mà còn lại quép chối nữa hả? Con dao rõ ràng kìa.
Dạ, con không có đâu mà mẹ ơi. Vô đây, vô đây. Dạ. Vô đây mà coi, nó muốn giết chồng nó kìa. Giết chồng? Giết chồng. Trời ơi. Trời đất ơi, tôi thấy là bà đối xử với nó tốt lắm mà. Thì đó, tôi cũng nghĩ vậy đó. Nó về làm dâu nhà này 2 năm nay rồi, tôi với thằng sĩ cưng nó như cưng trứng, hứng như hứng qua vậy á. Trời ơi, nó đâu có đẻ con được đâu, mà tôi cũng đâu có nói gì đâu. Không hiểu sao mà nó muốn giết chồng nó. Không phải như vậy đâu bà con ơi, không phải như vậy đâu mà. Không phải như vậy mà. Chồng con có một sợi râu một ngược, con nghe nói tướng như vậy là tướng xấu, nên con mới dùng dao để con cắt sợi râu đó thôi, chứ con không có ý định giết chồng con đâu. Xin bà con hãy tin con. Tin cái gì? Đó, con dao đó, đó. Nãy xíu nữa là nó cắt cổ con tôi rồi. Không phải như vậy đâu bà con ơi, con bị oan mà, con không có làm đâu. Chồng con có sợi râu một người, con muốn cắt nó đi thôi, chứ con không có ý định giết chồng con đâu. Nhổ cái gì mà nhổ? Bà con thấy không, bà con tin nó được không? Giờ bà con muốn xử nó làm sao đây? Tôi có nên đưa nó lên làng lên xã không? Đúng rồi, phải như vậy chứ. Cái tội giết người á, phải đem ra làng xã xử thôi. Nhẹ thì đánh vài roi đuổi khỏi làng, nặng á thì đưa lên quan huyện nhốt vào ngục tối. Cái tội đàn bà mà giết chồng á, ai mà thương? Đúng rồi, đúng rồi. Ờ, đúng rồi. Đàn bà mà giết chồng mới là hư thúi lắm, đuổi nó ra khỏi làng đi ha. Đúng rồi đó. Mọi người bình tĩnh đi. Con Thị Kính là đáng tội rồi, nhưng mà nó chưa có giết được chồng. 2 năm nay nè, tôi ở gần đây, tôi thấy nó cũng siêng năng chăm chỉ lắm, làm việc cho gia đình chồng từ sáng đến tối mịt luôn. Nói nó có tư tình á thì chẳng biết với ai, lúc nào, đúng không? Ờ, đúng rồi đó. Đúng à. Thôi, tôi có đề nghị vậy nè. Bây giờ mình đuổi nó ra khỏi làng đi. Đó, đuổi nó về nhà mẹ đẻ nó. Ờ, đó, ở trong đồng á, cắm nó quay lại đây. Như vậy á là nhục nhã dòng họ nó lắm rồi đó. Bà thấy sao, được không? Đúng rồi. Đừng mà, mẹ ơi, mẹ ơi, con lạy mẹ, con lạy mẹ, đừng đuổi con đi mà mẹ ơi. Chàng ơi, nghĩ tình mà xin bà con giúp em đi. Em không bao giờ làm chuyện độc ác đó đâu. Đuổi em về gia đình thì bà giết em đi cho rồi. Giết cô hả? Ai mà dám giết cô? Bây giờ vậy nè, tôi thấy lời của cô á rất là xác đáng. Đúng rồi đó. Hợp lý. Tôi nói thiệt nha, tôi thấy xử vậy là còn nhẹ đó. Nhưng mà thôi, nghĩ tình nghĩa nó ở làm dâu 2 năm rồi, quyết định vậy đi. Thôi bây giờ cũng khuya rồi, bà cho nó xuống dưới bếp ngủ đỡ đi. Ừ. Còn hai mẹ con bà vô phòng nhớ đóng cửa chặt lại. Đúng rồi, đúng rồi đó, nhớ đóng cửa rồi á, sáng mai đuổi nó đi được không? Đúng là lòng người khó đoán thiệt. Vậy là hợp lý rồi. Cảm ơn bà con, bà con đã đến giúp đỡ tôi. Bà con ở xa không bằng láng giềng gần, tôi cảm ơn nhiều lắm. Nhớ đóng cửa cẩn thận nha. Dạ dạ, cảm ơn bà con nha. Quên cho con lắm, cảm ơn bà con nhiều nha. Mẹ ơi, quên cho con mẹ ơi. Con không có làm điều đó đâu mẹ ơi. Không có mẹ con gì hết á. Tối nay xuống bếp mà ngủ. Vô con. Chàng ơi, em lại chàng mà. Em không có ý giết chàng đâu. Chàng ơi, hãy tin em đi mà. Chàng ơi. Chàng ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi, quan cho con mà mẹ ơi. Mặt mũi nào mà mình có thể về nhà cha mẹ để cha mẹ phải chịu nhục lây đây. Chắc mình chỉ còn cách lấy cái chết để tự minh quan mà thôi. Thank you.
càng cười chê mình thôi. Mình mà chết, họ càng nói do mình ăn năn chuyện giết chồng. Mình chết là bất hiếu với cha mẹ của mình. Cha mẹ mình sẽ khổ biết bao nhiêu. Là ai? Từ đâu tới? Sao mới sáng sớm mà lại vào quét chùa vậy? Dạ chào sư ông, con tên là Văn Kính, nhà ở phía nam, khá xa nơi này. Nhà con nghèo khó, cha mẹ lại mất hết rồi. Con buồn quá, đi lang thang khắp nơi, giờ chỉ muốn chết mà thôi. Nhưng đến đây thấy cảnh chùa này, tự dưng con muốn vào. Con cúi xin sư ông cho con được quy y để nương nhờ cửa Phật. A Di Đà Phật. Tu hành là chuyện cực khổ vất vả, chứ không có vui sướng gì đâu. Nhất là đối với những người trẻ tuổi. Thí chủ đã suy nghĩ cặn kẽ chưa vậy? Dạ thưa sư ông, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Con quyết tâm một lòng một dạ đi tu. Xin sư ông cho con được quy y từ ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Con pháp danh là Kính Tâm. Hãy gắn một lòng tu hành nghe con. Cạn. Trời ơi, nó đã quá. Chủ quán. Dạ, cô Mậu cần gì ạ? Lấy cho tôi một nải chuối với lại một ít bánh trái nè, bỏ vô đây. Dạ cô Màu chờ chút. Kìa, nhìn kìa, Màu xinh quá. Nhìn xinh kìa khác. Dạ cũng rồi, cô Màu đây. Cảm ơn nha. Dạ. Ê, người đẹp làng tai đi đâu đó em? Chú uống cho anh ly nè Màu ơi. Đây á, hôm nay tới đây mua một ít đồ để lên chùa cầu duyên, chứ không có rảnh mà ở đây để uống già chung rượu với mấy người đâu ha. Ê, như vụ cậu Nhiên hả? Nhắc chết quá tụi bay.
ba cô cõng gạo lên chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa nhà sư. Cản cản, chùa làng mình có ông sư phụ già sắp về với Phật rồi, bỏ bùa ổng làm gì? À, bỏ bùa tụi anh nè. Bỏ đi, anh chú bùa đi. Đồ cái thứ trai làng vô duyên. Cản cản đi, cản đi, cản đi. Được, được. Gì vậy? Mày làm gì thấy người đẹp nhà mày đi ngang, mày bẽn lẽn rụt rè? Bộ mày sợ phú ông đuổi việc mày hả? Nó mà sợ ai, nó khỏe như trâu vậy đó. Chứ lại đang làm không công cho phú ông để dòm con gái ổng, chuột sắp xa hũ nếp rồi đó. Mày đừng có ghẹo nữa nghe chưa. Vậy là trước giờ làm không công á hả? Im đi, tụi mày biết cái gì mà nói, đừng có chọc tao. Nhỡn nhút nhíu mà nhảy cũng nhận. Cạn mày. Ơi anh em dở xíu mà mày dễ giận quá. Nè, mày ở nhà Thiểu Nương đâu rồi? Như mở đeo miệng mèo á, mày có nhắm nút gì nhược ngày. Cái gì? Làm gì coi, làm nhanh nhanh đi. Tiểu thư tới tuổi cập kê rồi. Mày còn không biết khai thác nữa. Nhất cự ly nhị tốc độ đó. Tao cho mày biết nha, tiểu thư nhà mày thích tắm chuối lắm. Mà tao nghĩ tới cái cảnh tắm chuối á. Đã lắm mày ơi. Đến đây. Đến đây, đến đây, đến đây, đến đây, đến hết đi. Tao nói đúng. Tụi mày giỡn thôi, giỡn mà giỡn mà giỡn gì nè. Cạn 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 đi, cạn đi. Nãy giờ nói vậy chịu không? Hỏi đã. Mô Phật, thí chủ muốn hỏi gì? Ấy là chú Tiểu mới vô chùa này hả? Sao đi chùa hoài mà chẳng bao giờ gặp vậy? Mô Phật, Tiểu Tăng mới vào chùa được 3 ngày nay thôi. Tiểu Tăng tin gì vậy? Sao thấy còn trẻ quá mà đi tu chi phí nè. Mô Phật, Tiểu Tăng có pháp danh là Kính Tâm, do sư ông đặt cho. Xin phép thí chủ, giờ Tiểu Tăng phải vào chùa làm việc. Thí chủ vào cúng Phật cho kịp buổi sáng. Từ từ nè. Mô Phật, làm gì gấp? Lễ Phật thì lúc nào em lễ cũng được. Chùa này em quen hết rồi. Nè, ở lại đây, nói chuyện với em chút đi. Nói chuyện chút thôi mà. Mô Phật, Tiểu Tăng đang bận việc nhà chùa, xin cảm phiền thí chủ. Kính Tâm, trời ơi, người gì mà đẹp trai thế ghê vậy ta? Đi tu chi phí của trời vậy? Ý, có cách nào để mình gần gũi ảnh một lần không ta? Cảm ơn thí chủ. Chàng ơi, chàng ơi, chàng, chàng, chàng khỏi hái rau nữa. Em ra chợ mua đống rau cho chàng luôn nè. Mô Phật, xin cảm ơn thí chủ. Xin thí chủ hãy giữ lấy mà dùng. Dùng. Nhưng mà đợi em với. Kính Tâm, ừ.
nhớ chàng quá à. Mù Phật, xin lỗi thí chủ, tiểu tăng là kẻ tu hành, quyết tâm trọn đời nương nhờ cửa Phật. Tiểu tăng mong thí chủ hiểu cho và đừng chọc ghẹo người tu hành nữa. Từ nay tiểu tăng xin phép được né tránh thí chủ, không tiếp thí chủ nữa. Việc này tiểu tăng cũng đã báo lên sư phụ và sư phụ cũng đồng ý rồi. Mong thí chủ hiểu cho và thuận tình giúp cho tiểu tăng hoàn thành tâm nguyện này. Em yêu chàng mà tính tâm. Mô Phật, không lúc nào em không tơ tưởng tới chàng hết. Nhà em ruộng đất bề bề, em lại là con một nữa, bao nhiêu trai trong làng theo mẹ em đâu có chịu. Xin chàng hãy bỏ việc tu hành, chúng ta sớm nên duyên chồng vợ, hạnh phúc một đời. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tội lỗi, tội lỗi. Thí chủ nói chi những lời sai trái như vậy với kẻ tu hành. Thí chủ cũng là người đi chùa, nên đừng bao giờ ăn nói như vậy với người tu hành. Nhưng mà nè, 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 Kính Tâm, Kính Tâm. Dám coi thường tao hả? Dám nói tao là đĩa theo chương hạt. Cái đồ nhát gan. Thôi mày chấm con mắt lên mà coi nè, coi thằng đất này nè, coi nó có phải là cái đồ. Cô chủ ơi, tại sao cô chủ không ngó ngàng gì tới tôi hết vậy? Tôi làm không công cho cha của cô mà cô chủ. Tôi đâu có đòi hỏi vấn đề gì đâu hả cô chủ. Cô có biết là thằng đực này nó tầm thương trộm nhớ cô cực khổ lắm, cô biết. Mà cũng tại mày nghe được, mày đeo bông làm cái gì? Mày chỉ là một cái thằng hầu hạ thôi, còn người ta là chủ mà, đeo làm cái gì hả được? Ta đẹp gì mà không chịu yêu ta? Thật là đức mình mà. Đã vậy còn nặng nhẹ, biết vậy về sớm cho rồi, ở lại chuộng chi. Thế sợ quá. Mô Phật, Mô Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Đừng có nhắc ba tôi nha, tôi sợ lắm đó nghe. Ai? Hả? Nè, ai vậy? Đừng hết đừng. Cô chủ. Đừng hả? Trời ơi, gặp được mừng quá. Nè nè, đừng dậy đi, dắt tôi về nhà đi. Ở đây ghê ghê sao quá, tôi thui à, tôi sợ quá à. Hả? Ngồi dậy đi. Đi. Trời ơi, đừng có uống nữa mà. Đi về được ơi, đi. Hôm nay, nhờ mày mà tao lấy hết can đảm, tao sẽ nói với cô chủ. Đi về đi, đi. Không vậy, thằng đứa này phải nói với cô chủ. Đực yêu cô chủ lắm. Khùng hả, khùng hả? Nè Đực, không có giỡn vậy nha. Không, tôi nói thật lòng mà, tôi yêu cô chủ nhiều lắm. Tôi yêu cô chủ mà. Nè, làm cái gì vậy? Tôi yêu cô chủ. Buông ra. Tôi yêu cô chủ mà. Đừng có vậy mà. Nè. 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 Đừng mà, Đực. Tôi yêu cô chủ mà. Đừng mà. Bỏ ra. Cái con nhỏ làm nhục nhã gia môn, nói mau, đứa nào hả? Dạ. Mày ăn ở với thằng nào trong cái làng này mà để bụng mang dạ chữa vậy hả con? Cha ơi,
Xin cha đừng có la lớn giùm con được không? Bộ cha muốn cả làng này biết chuyện con Thị Màu có chữ quan hả? Trời đất, cái bụng mày thù lù gì nè, còn giấu ai được nữa hả con? Con kia, mày nói mau, mày có chửi với thằng nào? Tao nói cho mày biết, luật của làng này rất là nghiêm. Mày mà không nói á, nó sẽ bắt mày lại, nó cạo đầu mày. Nó bôi vôi nè, nó cột mày vô bè chuối, nó thả mày trôi sông. Cho nhiều tha quả mổ ngay con. Nè, cho dù nó phạt hết của cái nhà này, cũng không cứu được mạng của mày đâu, biết chưa? Cha. Trời ơi là trời, con ơi là con. Nè, cha năn nỉ con đó, con lỡ dạy với thằng nào, con nói cha sẽ nộp phạt với làng để tổ chức đám cưới cho con. Nếu không thì diều tha quả mổ chết con ơi. Con ơi là con. Cha. Con mà chết đi, cha sống với ai bây giờ đây? Cha. Mẹ mày chẳng may mất sớm, tao một thân một mình, gà trống nuôi con. Bây giờ tao biết phải làm sao đây? Tao tưởng tao về già sẽ được trông cậy nhờ ai về. Bà ơi là bà ơi, bà về bà có con gái của bà nè, nó làm nhục nhã gia môn này nè. Mau, đứa nào, tao hỏi mày lần chót, nói mau. Trời đất, Cánh Tâm, ngươi là kẻ tu hành lại đi làm chuyện đồi bại như vậy, thật là ô nhục chốn thiền môn mà. Thị Màu đã thu nhận với hết cả làng rồi, ngươi nhận tội đi. Thưa ông cai tổng, thưa các vị, quan cho tôi lắm, tôi không làm điều đó, tôi không hề làm điều đó. Người ta đã vu oan cho tôi. Em, đến giờ mà ngươi còn chối tội nữa hả? Thị Màu đâu? Dạ. Ngươi hãy nói hết sự việc cho mọi người nghe. Ngươi gian díu với cái tên này như thế nào? Như con đã kể với ông, với các bác ở đây, anh Kính Tâm này nè, không biết từ đâu anh tới chùa tu hành không biết nữa. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, anh đã theo đuổi con rồi, rồi nói thương con. Một ngày nọ, con lên chùa, bỗng nhiên các sư thầy đi hết trơn. Anh đã dụ con vô phòng kính già rồi. Quá lắm mà. Trời ơi, Cành Tiểu này đúng là cái thằng khốn mà. Đã tu hành mà con lừa đảo, dụ dỗ con gái nhà người ta. Dạ, xin làng cho một trận cho chưa hả? Em hả? Đợt con. Dạ. Việc này để làng xử chứ không phải mày xử, hiểu không? Dạ. Tao biết là mày cố tình ở đợ không công cho nhà ông Phú ông. Để làm chi? Mày muốn là chuột sa hủ nếp, đúng không? Cho nên mày nổi điên là phải. Nhưng đây là chuyện của làng, để làng xử. Mày đứng yên đó nghe con ha. Mày đứng im, mày nói một hồi ha, tao bóc miếng mày luôn ha. Dạ, con biết rồi, con xin lỗi. Còn bây giờ sao? Tên Kính Tâm kia, Thị Màu đã khai báo rõ ràng, ngươi nhận tội chưa? Thưa cai tổng, rồi. Tôi hoàn toàn không có làm điều đó. Quay cho tôi lắm, cái gì ơi, làng ơi, thầy ơi, con không có làm điều đó mà. Cha. Gì? Cái thằng này, trời ơi, cái thằng này nó láo thiệt. Nãy giờ đôi co với nó, tốn nước bọt gần chết luôn á. Bây giờ không đôi co mày nữa mày. Bây giờ lên đâu? Dạ. Nọc nó ra, đánh một trận cho tao. Dạ. Dạ. Lẹ lên. Đánh chừng nào quay nhận tội lắm mới thôi. Quay cho con lắm. Khỏi cầu xin mày. Lên. Đánh quan mà. Nhưng làng ơi, con chịu khai chưa? Không khai hả? Con tan xương nát thịt luôn. Làng ơi, con bị quan mà. Lì hả mày? Mày lì nè. Mày lì nè. Lì nè. Con không có làm đâu. À gì đó. Xin các người hãy dừng tay để Bần Tăng được bày tỏ đôi lời. Dừng lại. Sư ông muốn nói gì? Mô Phật, xin làng tha cho tiểu Kinh Tâm. Nếu phải phạt giả bao nhiêu, nhà chùa xin đóng đủ. Sau này
Nếu có lễ tế hay cúng bái gì cần tới nhà chùa, chúng tôi xin làm, tặng cho làng. Xin làng hãy mở rộng lòng từ bi, A-di-đà Phật. Không được, nó nhận tội á thì mới cho nợ phạt, nó nhận thì phải đánh. Mà tôi thấy cái tướng này á, có đánh nó tới chết nó cũng không chịu khai đâu. Mà nó không khai á thì con Màu phải chết. Dạ. Sao con gái tôi phải chết? Ông Cai Tông, sao ông nói kỳ vậy? Kỳ kỳ vậy? Thì nó không khai á, có nghĩa là con Thị Màu nó nói dối cả làng. Có nghĩa là nó có chủ quan. Có nghĩa là nó sẽ bị cạo đầu, bôi vôi, thả bè, trôi sông cho nó chết sình luôn. Cây tổng ơi, con khai rồi mà, con có chữ quan đâu. Tiểu Kinh Tâm là con có chữa mà. Nhưng mà vậy tại sao nó không nhận? Mà nó không nhận á thì có nghĩa là nó không phải rồi, đúng không? Chính vì nó không phải nên nó mới không đau lòng khi nhìn thấy cái cảnh mà nhân tình với con của nó bị cạo đầu thả trôi sông chết sình, đúng không bà con? Đúng rồi. Đúng rồi. Tội là phải làm vậy chứ. Sao bây giờ đám tai làng như thế nào? Đứa nào gan bước ra nhận tội là tác giả cái bào thai của con Màu không? Ta nói cho các người biết ha, các ngươi mà nhút nhát ha là vợ và con ngươi phải chết, hiểu chưa? Quay xuống đúng rồi đó. Đây ha. Vợ con chết không có được đâu. Sao không có đứa nào phản ứng gì lạ lạ hết vậy trời? Bây giờ không đánh Tiểu Kính Tâm nữa. Bay đâu? Dạ. Chuyển qua gọt đầu con Màu cho tao. Rồi kêu người làm hai cái bè chuối thả nó trôi sông. Dạ. Trời đất, sao lại vậy? Nè, các người muốn đóng phạt bao nhiêu? Tôi lo hết. Tại sao mấy con gái tôi phải chết? Ông Quan Tổng, sao kỳ vậy? Phép vua phải thua lệ làng ha. Cái lệ làng mình bấy lâu nay phải giữ cho nghiêm, bây giờ không cần nợ phạt nữa. Lên. Dạ. Cạo đầu Thị Màu xong rồi trát vôi thả bè trôi sông. Dạ. Trời ơi. Dạ ơi, cứu con. Trời, con cứu tôi. Dạ, cứu con. Dạ. Dạ. Xin đừng giết cô ấy. Chính tôi, chính tôi làm điều đó. Sao giờ này mới nhận? Vậy là ta đoán đúng mà. Con cứ nằm dưỡng thương đi. Con thấy thế nào? Con đã đỡ bệnh chưa? Hay là con có cần gì thêm không? Dạ thưa thầy, dạ con cũng đỡ nhiều rồi. Cảm ơn thầy đã sát thuốc cho con. Con hãy uống hết hôm nay đi, rồi ngày mai thầy sẽ sắc cho con thang khác. Vì thầy chỉ sợ là con bị nội thương thôi. Giờ thấy con như vậy là cũng ổn rồi. Con cảm ơn thầy. Con ráng uống hết thuốc ngày hôm nay đi. Thuốc đắng giả tật. Cố gắng nghe con. Dạ. Kính Tâm mà, cho thầy hỏi con một điều nghe. Dạ, xin thầy cứ hỏi. Thầy vẫn tin là con không bao giờ làm chuyện gì không đúng. Cô Thị Mậu vu oan cho con, nhưng tại sao con lại nhận tội về Kính Tâm?
Dạ. Con... con hãy nói cho ta nghe đi. Dạ, thưa thầy. Vì nếu con không nhận thì vị thí chủ ấy sẽ bị chết khô trên bè chuối, và cả đứa bé đang tượng hình trong bụng cũng sẽ chết theo. Là con nhà Phật, thật tình con không thể để họ chết khi con có thể cứu được. Dù cho chính họ là những người đã vu oan cho con tới như vậy. Dạ thầy. Mô Phật, tâm con rộng lớn quá. Con cũng xin cảm ơn nhà chùa đã đóng phạt cho con, để con không bị giam giữ. Tuy con không còn được phép tu trong chùa, nhưng con vẫn là con của Phật. Hằng ngày con vẫn tụng kinh niệm Phật, ăn chay, làm điều tốt lành. Mô Phật, Phật ở tại tâm. Thầy tin Phật sẽ độ con thành chánh quả. Cha nói cho mày nghe, dù sao á thì mày cũng phải có một tấm chồng giống như bao đàn bà ở trong làng này. Ở nhà này có tiền mà, đâu có thể để con ở vậy suốt đời được. Con biết, nhưng mà bây giờ không ai thèm lấy con đâu cha. Làm gì đến nỗi vậy con? Cha đã nhắm cho con một thằng. Nhà nó không giàu, nhưng mà cũng có của ăn của để. Nó đã bị quá vợ, nhưng mà khi nghe cha nói về mày, nó có vẻ ưng chịu. Nhất là khi cha nói cho con của hồ môn như thế nào. Nhưng mà... nhưng mà sao cha? Điều kiện duy nhất của nó chính là con phải về với nó một mình, không có đứa nhỏ này. Cha cũng nghĩ cũng chỉ còn cách này thôi. Tỷ Bích Tâm ơi, quan trọng muốn nói với anh. Có chuyện gì? Xin mời thí chủ uống trà. Hôm nay em đến đây là để cảm ơn anh vì đã cứu mạng mẹ con em. A Di Đà Phật, xin thí chủ đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Lòng tốt của anh đã thay đổi rất nhiều trong em. Hôm nay em tới đây là để nói với anh một điều. Anh có cho phép em nói không? Mô Phật, xin thí chủ cứ nói. Em tha thiết xin anh, xin anh hãy hoàn tục vì đời đi, mình sẽ cưới nhau. Em xin hứa, em sẽ là một người vợ tốt suốt đời ở bên anh. Cha em bây giờ đã già yếu rồi, ông sẽ để lại tất cả tài sản cho mình mà. Mô Phật, tôi đã nguyện dành trọn đời còn lại cho cửa Phật, sẽ không có gì thay đổi được ước nguyện đó của tôi. Xin thí chủ hãy hiểu cho. Nếu anh đã nói như vậy rồi thì em cũng đành chịu. Nhưng mà em xin anh giúp em một điều cuối được không? Thí chủ cứ nói. Cha em đã lớn tuổi rồi, muốn em lập gia đình để yên tâm. Cũng đã có người chịu hỏi em, cha em cũng rất thích người đó. Em nói là để em qua hỏi ý kiến của anh rồi em mới trả lời.
thí chủ nên lập gia đình là phải rồi. Có điều là luật làng quy định đứa bé này là con của em và anh. Nếu em muốn lấy chồng á, là phải đưa con lại cho anh giữ. Nếu như người chồng đó không muốn nhận, mà anh ấy đã nói rõ với em là không muốn nhận đứa bé này rồi. Muôn Phật, em xin nhờ thầy, đã cứu em rồi á, thì anh hãy cứu cho trót. Xin thầy hãy nhận nuôi đứa bé này giùm em. Cha em sẽ gửi phí lên chùa hàng năm. Thầy ơi, thầy đã làm ơn rồi, thầy làm ơn cho trót. Em xin thầy. Tôi sẽ làm cha của đứa bé này. Thiệt hả thầy? Và chăm sóc thằng bé, đặt tên cho nó là Kính Thiện, thương yêu chăm sóc nó như con đẻ của mình. Vì cuộc sống quá nghèo túng, vất vả, không có tiền mua sữa cho con, thì Kính phải ẵm con đi xin sữa ở đầu làng cuối xóm, mặc cho thiên hạ chê cười. Tuyệt không có lấy một lời oán than. Dạ, thầy tới đây có việc gì không thầy? Dạ thưa, đứa bé này nó khóc dữ quá, nhưng mà tôi không có sữa. Nhà tôi lại rất khó khăn, nên cũng không có tiền mua sữa cho cháu. Nhà chỉ có ít cơm rau dưa. Tôi hỏi thăm bà con thì họ chỉ có con nhỏ, chị cũng có nhiều sữa lắm. Tôi xin chị thương tình, chị cho bé bú nhờ được không chị? Thôi được rồi, thầy đưa cháu cho tôi. Con đói bụng chưa? Hai cha con mình vô nhà ăn cơm đi nha. Dạ. Cha ơi, cha bị sao vậy? Thôi con vô đây, cha con mình ăn nha. Dạ. Sao hết? Dạ nha. Con đang làm gì đó? Căng nặng con trâu. Ừ.
đẹp không? Đẹp. Con của cha giỏi lắm. Suốt thời gian qua, người mất nào đây đã chịu nỗi oan ức như thế nào thì chắc những bà con làm khâm liệm cho thị kính đã rõ. Nữ thi chủ đây đã có một tấm lòng Bồ Tát, khi liên tiếp chịu hai nỗi oan lớn mà vẫn nhận hết tội về mình. Có lẽ trên đời này không có nỗi oan nào lớn hơn nỗi oan thị kính này. Tôi xin đọc lá thư thị kính để lại. Con kính thưa sư thầy, thưa mẹ và anh thiện sĩ, người mà con luôn yêu thương và coi là chồng, thưa tất cả bà con dân làng. Hôm nay sức khỏe đã kiệt quệ, con biết mình không còn sống bao lâu nữa. Con xin viết lá thư này thưa với sư ông và dân làng về những nỗi niềm tâm sự của con mà từ lâu con đã không nói được cùng ai. Lời đầu tiên, con xin thưa với mẹ và anh thiện sĩ, con luôn yêu thương và một lòng chung thủy chăm sóc mẹ và anh. Con không bao giờ làm bất cứ điều gì có hại cho anh, nói gì đến tội âm mưu giết anh, đó là điều chắc chắn. Lời thứ hai, con xin lỗi sư thầy là con đã cải trang thành nam giới khi vào chùa. Thật lòng khi bị nhà chồng đuổi, con buồn quá và không biết đi đâu nữa. Nhờ sư thầy nhận cho vào chùa tu mà con mới tìm lại được con đường sống cho mình, bắt đầu đi theo Phật Pháp. Chỉ vì tội cải trang mà con phải rước vào mình điều oan nghiệt, và cũng vì nghe theo lời Phật dạy mà con đã nhận tội không phải của mình để mong cứu sống hai sinh linh khác. Hôm nay mọi sự chắc đã rõ ràng, vong hồn con giờ đã hoàn toàn thanh thản. Nam mô A Di Đà. Con cầu xin mọi người đừng buồn khổ. Mọi sự trên đời đều có nhân quả tùy duyên, xin hãy lấy cái tâm mà cư xử với nhau. Con xin từ giả tất cả. Thị kính ơi, ta có lỗi với cô, xin cô hãy tha thứ cho ta. Ta có tội với nàng nhiều lắm, nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ủa đâu rồi? Thằng kia kìa. Nam mô A Di Đà Phật. Cái tâm của thị kính đã lay động đến toàn cõi Niết Bàn. Ta hân hạnh đón bậc chân tu này về cõi Phật và phong thị kính từ nay là Quan Âm Bồ Tát, nhận nhiệm vụ cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh. Từ nay Phật tử khắp nơi hãy dựng tượng thờ phụng người. Nam mô Quan Âm Bồ Tát.
sáng tới giờ được có 4 con ốc, bây giờ làm gì ăn tụi bay? Ăn cái đầu mẹ. Bán đi. Ừ, bán đi. Ai mua mà bán? Trời đất ơi, ai mua thì mình bán cho người đó. Bây giờ chia đều ra, rồi mạnh ai người đó bán nha. Để tao chia, để tao chia. Nè, mày một con. Đó. Mày một con. Tao một con. Ủa, tại sao còn dư con ta? Mày ngu quá, mày không biết cách chia. Coi tao chia nè, đưa đây coi. Hỏi đi. Tao chia đều cho con coi. Nè, mày là con nè. Mày một con nè. Tao một con. Sao cũng còn con? Tụi mình ba thằng mà ở đây có 4 con ốc, vì vậy nó mới dư một con. Bây giờ cái con dư á, mình chặt ra làm ba rồi chia cho nó đều. Chặt cái đầu mày á. Chặt ra nó chết rồi sao mà bán? Ha. Hay là mình mang về nuôi đi. Khi nào mình bán á, rồi mình chia tiền. Trời đất ơi, hai đứa tụi bay nghĩ coi, cái lều để tụi bay chui ra chui vô còn không có. Bây giờ đem 4 con này về, lấy cái gì cho nó ăn? Mà mày nói tao mới nhớ, sáng giờ chưa ăn gì hết, tao đói bụng quá. Tao cũng đói quá. Tao cũng đói quá trời. Đói rồi phải không? Dạ. Không mấy về nhà già ăn cơm đi. Có cơm nóng, có tép rim ngon lắm. Trời ơi, ốc này nó đẻ dữ lắm nè. Nó mà đẻ là tha hồ bán luôn á. Đó, tụi mày thấy chưa? Tao nói là bán được mà. Trời đất ơi, ốc này nhiều người hỏi mua mà không có bán đó. Trời ơi, một con á mà đẻ được 10 con thì 4 con á sẽ đẻ được 30 con. Vậy hả? Mày bị khùng hả mày? Đúng là ngu. Bây giờ tao nói mày nghe nè, 4 con ốc làm sao mà đẻ được 30 con? Bây giờ một con ốc có thể đẻ được 10 con. 4 con ốc là phải đẻ được 14 con. Sao 14 con? Thì 4 con này cộng với 10 con kia là 14. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ vậy nè, tôi nói cho nghe, tôi quen với ông chủ giữa ốc á, bao nhiêu ốc ông cũng thu mua hết. Nhưng mà nuôi ốc này không có dễ nghe. Phải có nhà cửa, rồi phải có... Ủa mà mấy chú em mày nhà ở đâu vậy? Không có nhà. Không có nhà sao mà nuôi ốc? Nuôi ốc này đâu có dễ đâu. Không may để tôi giúp cho. Bà tính giúp kiểu gì? Bà đừng nói con thứ tư bà lấy nha. Tụi tôi không có ngu đâu. Trời, tôi biết là mấy chú em mày thông minh. Chứ sao? Nhưng mà ăn vậy, nhà tôi thì neo đơn, không chồng không con gì hết. Cho nên không mấy ba chú em mày về ở chung đi, coi như mẹ con, không có tính toán gì hết đó. Rồi chừng nào mà ốc này nó lớn, nó đẻ ra, rồi bán, tới chừng đó cá lên rồi đền ơn cho tôi cũng đâu có muộn đâu, phải không? Mẹ, mẹ cho mấy con ốc ăn chưa? Mẹ cho nó ăn rồi, hỏi hoài à. Mệt không? Dạ mệt mẹ. Nhưng mà con không làm cho mẹ thì con làm cho ai? Có 3 đứa con về, nhà cửa đỡ quạnh hiu, mà lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, mẹ vui lắm. Mà nè, con gánh mớ rạ này vô đi, rồi một hồi ra gánh cho đầy cái hầm nước ngoài sau đó nghe, để dành mùa sau mình vừa ăn mình vừa tưới vườn nữa đó. Ủa vậy hôm nay không lợp nhà hả mẹ? Thì 3 đứa chia nhau, đứa lợp nhà, đứa vét mương, đứa gánh nước, đứa quét sân, đứa nấu cơm, đứa cấy lúa, đứa chăn trâu, phải không mẹ? Giỏi ghê luôn á. Đúng là mẹ có phước, tự nhiên già có 3 đứa con hiếu thảo ghê luôn á. Dạ. Thôi đem cất rạ ra làm sao đi con. Dạ. Ủa có rạ này để đâu mẹ? Ủa sao hỏi hoài vậy? Thì con vô con cứ chất theo cái đống ngoài sau đó. Cứ mỗi lần đem vô là hỏi hoài à. Tại con sợ mẹ muốn để chỗ khác nên con hỏi cho nó chắc. Mẹ thấy con có sáng dạ không? 3 đứa sáng dạ. Dạ đều hết đó. Dạ. Rồi đem ra ngoài sau cất đi ông. Dạ, con đi nghe mẹ. Trời ơi, ngu như bò vậy đó. Được cái là có 3 đứa này về á, đỡ tốn tiền mướn thợ, mà trong nhà lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, đâu vô đó mà mình khỏi đụng móng tay. Trời ơi, nó khỏe gì đâu. Mẹ ơi. Con. Con về rồi nè. Ừ. Mẹ ơi,
Cụ để đâu mẹ? Nữa thấy không? Hỏi nữa mà. Ha, đứa nào cũng vậy, gánh vô là hỏi, vác vô là hỏi. Để ra đóng củi làm sao nhà? Rồi lần sau là không hỏi nữa nghe. Dạ, tại con sợ mẹ muốn để chỗ khác. Con hỏi cho chắc, mẹ thấy con giỏi không? Giỏi, có một đống củi một rồi đem ra ngoài sau đi. Dạ. Đây nè, đi đường này nè. Dạ. Mẹ ơi, mẹ thấy con khỏe không? Khỏe. Vậy con đi đường vòng cho nó mệt. Tôi sắp khùng thôi mấy thằng này nè. Dạ mẹ, con mới về thưa mẹ. Ừ. Bó rạ để đâu mẹ? Hỏi nữa hả? Mày để đây nè. Để trên đầu tao nè. Để trên đầu mẹ hả? Ừ. Dạ. Mẹ. Mẹ ơi, con xong rồi mẹ ơi. Ủa mẹ, mẹ mệt rồi hả? Ủa, bự. Mẹ bị sao vậy? Mẹ nằm nghỉ mệt. Tại vì biết sao không? Tao bê bó rạ từ ngoài đồng về. Tao hỏi mẹ là mẹ ơi để rạ ở đâu? Mẹ nói là để lên đầu mẹ. Cái tao để lên đầu mẹ, cái mẹ nằm nghỉ luôn. Chắc là tụi mình hỏi nhiều quá rồi mẹ mệt mẹ ngủ á. Ừ. Hay là mình cũng ngủ luôn đi, chút mẹ thức dậy á, mẹ sai mình làm tiếp. Ừ, tao thấy ở đây mệt quá, không giống như hồi tụi mình đi bụi. Có mẹ cũng vui mà mệt quá. Tối đặt lưng xuống á, rim hết mình mẩy luôn. Ngủ không biết trời trăng gì hết á. Sáng dậy vẫn còn mệt á, mà mình làm hết cái này tới cái kia mà làm hoài không hết việc. Ê, tao nghe mấy thằng cha tá điền á cười tụi mình là ba thằng ngốc về đây á để cho mẹ lợi dụng. Ủa, có hả? Rồi á làm mướn không công luôn á. Không có đâu, tại người ta thấy tụi mình có mẹ nên người ta nói như vậy á, chứ tụi mình đâu có ngu đâu mà để bị lợi dụng. Đúng rồi, tụi mình khôn mà, chỉ có tụi nó mới ngu á. Mẹ cho mình về á ăn không nè, ở không nè. Không lẽ mình đi lấy tiền công của mẹ? Là con á là phải làm giúp đỡ cho mẹ chứ. Ê bảy, sao mà mẹ ngủ lâu quá không chịu dậy vậy? Tao thấy bà lâu á. Bà ơi, tôi đem xả qua cho bà nè. Ủa, sao bà nằm đây vậy? À, mẹ tôi đang nằm nghỉ chút. Trời ơi, bà chết rồi ơi. Chết làm sao được mà chết, tắt thở đâu mà tắt thở. Tôi mang cái bó rạ này từ ngoài đồng về. Tôi mới hỏi mẹ tôi là mẹ ơi, bó rạ này để ở đâu? Cái bà nói là để trên đầu tao nè. Tôi cầm bó rạ, tôi để trên đầu bà. Ai ngờ đâu, để lên cái bà mệt quá, bà lăn ra, bà ngủ tới giờ luôn. Đúng rồi. Trời ơi, bà tắt thở rồi kìa. Bó rạ nặng quá, để lên đầu bà. Bà gãy cổ, bà chết rồi. Thôi, lo đi chặt cây về làm quan tài cho bà đi. Chết thiệt sao? Tại sao lại chết? Tôi ba anh em lo đi chặt cây về làm quan tài cho bà đi. Để lính làng xuống đây là rắc rối lắm. Để tôi đi lấy dao. Hiểu tôi làm gì ta? Đi. Thiệt tình. Anh, anh nhớ giữ xác đừng để mẹ tôi đi đâu nghe. Rồi sẵn tụi tôi chặt nhiều cây để đóng quan tài cho anh luôn. Trời ơi, đi lẹ giùm tôi đi mấy cha ơi. Biết rồi, đi lẹ. Trời ơi, Âu cũng là cái số. Tự nhiên bà bắt con người ta về hầu hạ phục vụ cho bà, chia cho mang họa vào thân. Còn bốn con ốc của tụi nó nữa. Thôi bây giờ sẵn bó xả ở đây, tôi vô luộc bốn con ốc rồi cúng cho bà. Ê, tao thấy trong khu rừng này toàn là cây tròn không à, đâu có cây vuông đâu mà làm quan tài mày. Mà mấy cái cây ở trong này mọc rất là lạ nha. Ở dưới thì to, mà lên ngọn thì nhỏ, không chịu to như ở bên dưới. Không lẽ chôn mẹ không có quan tài? Mày ngu quá. Không có quan tài sao chôn? Theo tao á, là cái khu rừng này không có, mình phải sang khu rừng khác mình tìm. Đúng không? Gì vậy mấy anh? Anh dạ. Chào anh Từ Phu. Anh cho em hỏi, khu rừng nào có gỗ vuông để mình đóng quan tài vậy anh? Gỗ vuông? Ở đây làm gì có gỗ vuông giống như cái quan tài. Mà muốn đóng quan tài đúng không? Đó, cây thiếu gì? Trời ơi, mà trong đây toàn gỗ tròn, đâu có nào vuông mà giống quan tài đâu. Sao đóng? Thằng này nó nói đúng á, quan tài là hình vuông. Anh có hiểu không?
Nhìn mặt anh chưa chết chắc chưa hiểu rồi. Vô gì vậy cha? Tự nhiên chồn cho tao chết. Muốn đóng quan tài phải không? Ừ. Cưa cây ra xong rồi đóng nó lại, nó mới thành hình vuông giống như cái quan tài. Chứ ở đâu ra có cây vuông cha nội? Nói chuyện với mấy cha nhức đầu quá. Vậy hả? Vậy hả? Ê, tao thấy ảnh nói đúng rồi nha. Bây giờ mình phải tìm cái cây nào mình chặt rồi mình đóng nó mới thành hình vuông được chứ. Nhưng mà trong khu rừng này cây to cũng có, cây nhỏ cũng có, biết chặt cây nào bây giờ? Mày ngu quá. Sao vậy? Mình chặt hết luôn. Mày mới ngu á. Bây giờ mình chặt hết, đóng quan tài xài sao hết được. Đúng rồi, mày mới ngu á. Giờ biết chặt cây nào? Để tao tìm coi. Cây này. Làm cái gì cũng phải có kế hoạch. Mày nói đúng, tụi mình là những con người thông minh mà. Chứ nếu không cái cây nó ngã xuống, gỗ nó bị dập là không làm quan tài được. Vậy bây giờ thằng nào chặt, thằng nào đỡ ngọn, thằng nào đỡ gốc? Tao bự con nhất, để tao chặt. Mày khôn quá ha. Mày chỉ được khỏe là mày chặt hả? Mày ngon mày chặt đi. Nè chặt đi. Vậy tao mới nói hai thằng mày á ngu, có não mà không biết suy nghĩ, đúng không? Giờ tụi bay chỉ cần chờ cái cây nó ngã xuống rồi tụi bay đỡ, vậy thôi. Còn tao á, chặt từ đầu đến cuối, không phải là mất sức hơn không? Nhưng mà tao đang phân vân một trong hai thằng tụi bay, thì đứa nào đỡ gốc, đứa nào đỡ ngọn? Ê bự. Cái gì? Mày chọn cái cây hay thiệt. Có gì đâu hay, nó che được cái bụng của tao. Chứ nếu mà mày chọn cái cây nhỏ hơn á, nãy giờ cái bụng của tao nó thành mấy khúc rồi. Ê, sắp xong chưa tụi bay? Chờ chút xíu đi. Sắp xong rồi. Lẹ đi. Ê, ở trên đó cho chắc nha. Cái lúc mà cái cây nó sắp đổ xuống rồi, mày phải đỡ được đó nha. Yên tâm đi, tao đỡ cái cây không sao đâu. Tập trung đi nha, sắp được rồi đó. Ta thiệt là thông minh. Tụi mày thấy tao thông minh không? Ê, tụi mày làm có chút xíu à, tự dưng giờ lăn ra ngủ hết lại sao? Tao chặt cây từ đầu tới cuối, tao có ngủ đâu. Ê, dậy đi. Dậy đi. Sao tụi nó ngủ say dữ vậy ta? Hay là mình cũng nghỉ ngơi chút, chờ tụi nó ngủ dậy rồi mình đem cây về. Được đó. Ê, Bự. Ngủ gì ngủ lâu dữ vậy hả? Ủa tao ngủ hả? Tự nhiên vậy thấy đau quá mày ơi. Mày á, người ta đồn không sai. Ngu, mày đúng là cái đồ ngu. Mình ngủ mà còn không biết là mình ngủ thì ai biết mình ngủ? Tao nhớ là tao đang đỡ gốc cây rồi cái cây nó té xuống, xong rồi cái gốc nó đập vào người tao, tao đau lắm. Ủa bự, rồi sao tèo nó nằm đó làm gì vậy? Nó ngủ quá. Mày đi ra gọi nó vậy? Mày ra mày coi nó đi, cứ hỏi hoài. Ôi mày ơi, sao thằng Tèo nó ngủ nó mở mắt mày ơi? Mở mắt cái gì? Nó mệt thì nó nằm nó ngủ, cứ hỏi hoài vậy. Mày điên hả? Ngủ phải nhắm mắt chứ. Thấy nó ghê quá. Nó bị mắc bệnh ngủ gà. Nó ngủ mở mắt không à. Bây giờ á,
ngồi chờ nó thức dậy, rồi tao với mày với nó đem cây về, vậy thôi. Mệt à. Bự, thằng này nó ngủ dữ vậy ta? 3 ngày rồi chưa chịu dậy. Nè, không lẽ nó mệt quá vậy hả? Kệ im đi cho nó ngủ, kệ nó. Nhưng mà tao thấy đói quá, chờ nó tỉnh dậy chắc chết đói quá. Lúc nào cũng đói quá, đói hoài. Nó ngủ á, mày nghĩ nó không đói sao? Cứ cố gắng chờ thêm chút nữa đi, nó đói quá, nó thức dậy, rồi ba anh em mình về, nghe. Ờ, vậy đi. Nè, chặt cây rồi không mang về, còn ở đây làm chi vậy? À, tụi tôi chờ thằng Tèo, nó ngủ 3 ngày nay rồi, chưa có dậy. Đợi nó dậy là tụi tôi về liền. Trời ơi, nó chết rồi, hai ông ơi. Không có, nó ngủ. Nó đỡ cái ngọn cây làm sao mà nó chết được. Đúng rồi, cái kiểu nó ngủ như vậy đó. Ừ. Sao mấy người đụng ở đâu là chết ngựa đó vậy? Là người ta chôn luôn mẹ nuôi hai người rồi, đừng có về nữa, lôi thôi lắm. Còn tên này để tôi nhờ người chôn giùm cho. Ủa vậy là nó chết thiệt hả? Nhưng mà sao nó chết được vậy? Cây đè nó chết chứ sao. Ủa vậy sao tôi đỡ cái gốc tôi không chết, mà nó đỡ cái ngọn nó chết? Ừ. Trời ơi, tôi mệt cho mấy cha. Lính tới là mệt cho hai ông lắm luôn á. Nhưng mà ông có chắc là nó chết không? Làm sao mà nó chết được? Không tin lại ngửi thử coi. Để ngoài nắng 3 ngày thú quắc rồi kìa. Ông nghe mùi sao? Thúi quá. Trời ơi, thúi thiệt. Công nhận thúi thiệt luôn á. Bảo ông sao? Hôm qua tới hôm nay tôi ngửi thấy mùi thúi hoài. Tôi tưởng là do tôi bụng không. Ai dè là nó. Vậy bây giờ sao? Giờ hả? Thì mình chặt cây, đóng cái quan tài, chôn nó. Nè, đi. Trời ơi, thôi tôi đi giùm đi mấy cha. Ông này để tôi lo. Chặt thêm cây nữa là chết một người khổ nữa. Dạ thưa anh, vậy anh lo cho nó giúp tôi nha. Ừ. Nếu có kiếp sau tôi khá hơn, nhất định tôi sẽ trả cái ơn này. Cảm ơn anh nhiều nhé. Khi nào anh chết tụi tôi sẽ chặt cây làm quan tài cho. Trời ơi, tôi lại hai cha. Đi đại giùm con đi hai cha ơi. Trời cảm ơi. Ơn anh nha. Cảm ơn anh nha. Ê, mình phải ở lại, một thằng nở gốc một thằng nở ngọn cho ảnh nữa chứ. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, thôi đi lẹ giùm đi mấy cha. Dạ được rồi, được đi rồi. Đi. Ê bự, kiếm gì ăn mày? Sao tao với mày đi mướn mà không ai chịu mướn? Ai cũng nói tao với mày ngu. Nhưng tao thấy tao với mày đâu có ngu đâu. Đâu có ngu. Cái thiên hạ này đúng là có mắt không chồng hết rồi đó. Tao thề với mày nha, một ngày tao giàu có lên, tao sẽ cho những đứa chê tụi mình ngu biết tay. Nhưng mà từ giờ tới lúc đó phải có cái gì bỏ vô bụng mới sống được. Ừ, vậy mới nói. Vậy mà có người nói tao giống nó. Giống gì? Giống con bò. Mày thấy có tức không? Tức chứ. Mình là người thì nó nói mình là bò. Ê, nhiều lúc á, tao chỉ ước á, tao được như con bò nè. Sướng gì đâu á, không phải làm gì hết, chỉ cần ăn cỏ, vậy là sống qua ngày. Đói quá. Cảm ơn chú. Dạ cảm ơn. Ê, hả? Có cách rồi. Cách gì mày? Đi kiếm mật ong về bán. Mà kiếm ở đâu? Trời ơi, sao mày ngu dữ vậy? Mày có nhìn thấy mật ong không? Mật ong lỏng như nước, chứng tỏ là chỗ nào mà có nước là có mật ong. Bây giờ mình đi kiếm chỗ nào có nước. Nước hả? Ừ. Vậy là phải ra biển. Xa lắm mày ơi. Mày ngu gì mà mày ngu dữ vậy? Sông cũng có nước rồi, ra biển chi cho mệt. Trời ơi. Càng ngày tao càng thấy mày khôn hơn tao á. Thôi đi, bây giờ đi ra sông. Đi lẹ đi, sắp vào rồi. Sắp có mật rồi. Ê bự, sao mình tìm 3 ngày rồi mà chưa thấy tổ ong đâu ta? Thì mày phải tìm chứ. Tự nhiên tổ ong nổi lên cho mày lấy hả? Đúng là đồ ngốc. Ở đâu nó cũng toàn là nước thì tổ ong nó bám vào chỗ nào?
Nói mày là thằng ngốc đúng không sai luôn á. Tổ ong nó là nước thì đương nhiên nó phải ở dưới nước. Mày phải tìm, phải tìm, căng mắt ra mà tìm, hiểu chưa? Ba ngày rồi đó. Ê bự, mày không bơi mày có thấy mệt không? Không, mệt gì mệt. Ngồi nhìn nhìn mệt vậy. Sao tao bơi tao thấy mệt quá ta? Mày bơi á thì mày thấy mệt. Còn tao ngồi nhìn nè, tao không mệt, nhưng mà mắt tao đau, mày hiểu không? Mắt tao căng ra nè, buồn ngủ lắm rồi đó, mà tao phải tìm, mày hiểu không? Bớt bớt nói lại nha. Ê bự, bây giờ mệt quá, mình nghỉ một tí đi. Mày đưa cái nói đúng với tao, mệt nãy giờ không dám nói. Mày lật xuồng hả? Lật đi ra đây coi đi. Không phải lật xuồng. Vậy sao mày kêu tao vậy? Tin mừng. Những gì? Đi ra đây coi. Nhìn kìa. Có tổ ong kìa. Tao đã nói mày rồi, tổ ong là nước, ở dưới nước chắc chắn có tổ ong. Mày thấy chưa? Mày đúng là nói như thánh. Bởi vậy ai dám nói tụi mình bây giờ ngu nữa, đúng không? Bây giờ sao? Thì nhảy xuống dưới lấy chứ sao. Lấy được cái tổ ong này rồi nha, tha hồ mà ăn luôn. Còn nhiêu á đem bán hết. Công nhận nha, không có uổng công. Mấy bữa nay tụi mình đi tìm hoài. Tao biết bơi, để tao nhảy cho. Nhảy đi. Để tao nhảy dưới. Ủa sao lâu vậy ta? Thấy chưa? Ê, sao rõ ràng là tao thấy ở đây mà bây giờ tao nhảy xuống không thấy nữa? Cái gì? Làm sao mà không thấy được? À, tao biết rồi, là do mày. Mày nhảy xuống mạnh như vậy, ông nó sợ quá nó bay tứ tung, làm sao mà mày thấy được, hiểu không? Bây giờ gục lại xuống. Từ từ thôi, thật là sâu, thật là nhẹ nhàng cho tao. Vậy hả? Ừ. Đưa đây cho tao. Tìm được rồi đúng không? Mày bị điên hả? Đưa cái gì? Có thấy đâu. Trời ơi, chán mày thiệt luôn á. Bao nhiêu dưới đó mà lên tay không à. Tao không có thấy. Thôi leo lên đi. Tao biết tại sao mày không tìm được rồi. Tại sao mày? Lần nào mày cũng lên liền, làm sao mà mò được. Cái tổ ong này nó hay lắm, nó bay tứ tán rồi. Phải lặn sâu, mà lặn lâu mới được. Thôi, bây giờ tới tao nhảy xuống. Mày lấy cây sào á, mày ghim tao ở dưới lâu thiệt là lâu, tao mò cho. Nhưng mà mày làm gì biết bơi? Thì đó, mày biết bơi thì mày nhảy xuống, mày mới nổi lên liền. Tao không biết bơi thì tao chìm, mày hiểu không? Mà chìm thì tao sẽ ở dưới lâu hơn. Mày dốt quá, hiểu chưa? Hiểu rồi. Bây giờ tao... Công nhận thằng này lâu thiệt ta. Thôi bây giờ mình ngủ một giấc đi. Bao giờ mày dậy mày nhớ gọi tao dậy nha. Cái thằng mày lên rồi hả? Trời đất ơi, tao đã nói mày lên mày gọi tao rồi mà. Ê, ủa mày dưới đó mày nhìn chưa chán cái sao mà mày lên rồi còn úp mặt mày nhìn ông hả? Ê, cái thằng này dậy mày. Ê, bự,
mày dưới đó mày ăn no mày lên đây mày còn cười tao hả? Mày cười tao chết đói đúng không hả? Ừ. Ê, ông kia, ông nói chuyện với ai vậy? Nói chuyện với bạn. Thằng đó nó chết rồi, sao mày không đem chôn đi? Chết đuối nó mau sình lắm, ai chịu nổi. Nó chết làm sao được? Nó còn đang nghe răng cười đây nè. Nó là thằng trọng chết rồi, thôi quá mà đem chôn đi. Chôn nhanh lên đi, ông khùng quá. Ủa vậy là nó chết thiệt á hả? Ừ, nó chết rồi. Ủa cái thằng, sao mày chết mày không nói cho tao biết hả? Trời ơi, sao mày chết mày thúi quá vậy? Ây da. À. Trời đất ơi, sao mày chết mày nặng dữ vậy trời? Đã vậy còn thêm cái cuốc nữa chứ. Phải chi mày còn sống, tao với mày hai thằng cùng khiêng cái cuốc có phải là nhẹ hơn không? Ồ, sao bây giờ mình không để cái cuốc ở đây kéo nó đi có phải đỡ mệt không? Ủa, sao mình thông minh dữ ta? Cũng không nhẹ hơn bao nhiêu. Trời đất ơi, sao mày nặng dữ vậy trời? Đúng là tên bự có khác. Ô, sao mình không chôn nó luôn ở đây ta? Mắc mớ gì phải kéo đi xa nặng đúng không? Ôi sao mình thông minh vậy ta? Chôn nó luôn ở đây. Ủa mà cái cuốc của mình đâu ta? Hồi nãy mình nhớ mình có mang cái cuốc mà. Ơ, cái cuốc đây rồi. Mình kéo cái cuốc nó nhẹ hơn hẳn. Trời đất ơi mệt quá. Mày ăn mật ong mày chết còn đỡ. Còn tao, tao vừa đói mà tao vừa phải chôn mày nữa. Chắc trước sau về tao cũng chết đói quá. Sao đói bụng quá vậy trời. Thôi, thôi mày chết đi nha. Tao phải kiếm cái gì ăn mới được. Vậy trời, trời đất ơi, sao người mình thối quá vậy, càng ngửi càng thúi chứ. Không tin lại ngửi thử coi, để ngoài nắng 3 ngày thúi quắc rồi kìa, không nghe mùi sao? Thằng đó nó chết rồi, sao mày không đem chôn đi? Chết đuối nó mau sình lắm, ai chịu nổi? Nó là thằng trọng chết rồi, thúi quắc à, đem chôn đi. Ê, đằng kia có ai làm gì kìa tụi bay? Đâu đâu? Ủa, ai nằm giữa đường vậy ta? Trên kia làm gì vậy? Tránh ra xa đi, thúi lắm chịu không có nổi đâu. Trời ơi, anh nằm giữa đường như sáng như vậy. Một hồi xe ngựa đi ngang nó cái chết bây giờ. Chết rồi còn chết cái gì nữa? Chết rồi làm sao mà tránh được? Chết rồi sao nói chuyện được? Đánh thử cũng chết chưa nè. À, dạ. Đâu? Ê, mày có chuyện hả? Theo. Đứng lại. Đứng lại.
Mệt quá, chạy hết nữa, mệt quá. Mình đã chết rồi mà tụi nhỏ cũng không tha nữa. Ủa kỳ vậy ta, mình chết rồi sao tụi nó làm mình sống lại được? À thôi đúng rồi, tụi nó đánh mình sống lại. Vậy là tụi nó có cây roi thần. Cái cây roi đã cứu sống mình. May quá. Mình phải đi xin tụi nó cây roi đó, rồi mình sẽ đi làm cho người ta sống lại. Kiểu gì người ta cũng cho mình cái gì đó bỏ vô bụng. Chạy nè. Mấy nhỏ đừng có giỡn nữa. Không ấy cho anh cây roi này đi. Xin roi hả? Xin chi? Không được, mình không thể nói đó là cây roi thật được. Tại cây roi của mấy nhỏ chắc quá, anh xin để anh đuổi trâu. Không cho. Cho đi mà, anh không biết bẻ ở đâu chứ. Mấy em bẻ cái cây này ở đâu mà chẳng được. Không. Hey, thôi, hay để anh làm ngựa cho mấy em cưỡi nha. Được. Anh làm đi. Làm đi. Leo lên nha, rồi mày chèo lên trước đi. Nè. Ây da. Nè, cho anh cây roi đi. Nè. Thôi cho đại đi tụi bay ơi. Nãy giờ giỡn với ổng vậy được rồi. Cho anh nè. Đi tụi bay. Đồ khùng. Tụi nhỏ không biết là bị mình lừa. Mình có cây roi thần này, mình sẽ đi cứu người. Kiểu gì người ta cũng sẽ cho mình cái gì ăn. Sao mà đói quá vậy trời. Không lẽ vừa mới sống lại giờ lại chết đói tiếp sao? Có tiếng khóc, có cờ tang, vậy là có người chết. Người đầu tiên được ta cứu sống đi rồi. Đi kiếm cơm thôi. Không cần khóc nữa, mở khăn liệm ra. Hả? Cậu là ai mà vô đây đồ mở khăn liệm cha tôi? Tôi là người bình thường thôi, không là ai hết. Muốn chết hả? Nhà có đám tang mà đồ vô đây phá hả? Chết hồi nãy rồi, mới sống lại đó, nhờ cây roi này nè. Nè, anh kia, anh nói xàm cái gì vậy? Xàm cái gì mà xàm? Cây roi này là cây roi cải tử hoàn sinh. Vừa nãy tôi chết thẳng cẳng á, chính cây roi này đã cứu tôi sống lại đó. Cho nên bây giờ mở khăn liệm ra, tôi cứu người sống dậy mà làm ăn. Tôi không cần đền đáp gì hết, cần bữa cơm thôi. Trời ơi cậu, có phải thiệt vậy không cậu? Trời ơi cậu làm ơn cứu sống cha tôi đi cậu. Không nhận bữa cơm mà tôi đưa hết cái nhà này cho cậu tôi lại cậu ơi. Thôi khỏi, nhà không có ăn được, tôi cần bữa cơm thôi. Nhưng mà cha mẹ, ông nội chết rồi thì làm sao sống lại được? Trời đất ơi, bây giờ nguyên nhà này chết tôi còn cứu được, muốn chi là ông nội. Lẹ đi, bây giờ ông hãy mau qua mở khăn liệm ra. Cậu ơi cậu làm ơn cứu sống cha tôi đi cậu ơi. Vậy Hey, sao đánh hoài không tỉnh vậy ta? Hay là mình còn thiếu cái gì? À, chắc thiếu câu thần chú. Coi sống hay chết nè. Coi thử sống hay chết nè. Coi thử sống hay chết nè. Vậy coi sống hay chết nè. Coi sống hay chết nè. Hay là có thuộc trạch vậy ta? Vậy chưa không thành nghe lời hả? Vậy chưa coi sống hay chết nè. Mày hả? Nhà người ta có đám tang mà vô đây phá đám hả? Phá đám nè. Làm gì mà đánh giả ma vậy? Tôi chỉ muốn cứu người thôi chứ bộ. Mày hiểu hồn mới nghe mày. Cứu người mà cũng bị đánh nữa. Đi. Đánh gì mà đánh tàn nhẫn vậy? Đánh thừa xong thiếu chết luôn à. Sao vậy? Sao bị đánh vậy? Thấy đám tang muốn vô cứu người kiếm miếng cơm thôi mà. Trời ơi, thấy đám người ta muốn kiếm cơm á thì phải chia buồn, khóc lớn lên rồi người ta mới cho ăn chứ. Bị đánh là vừa, đồ ngốc. Ủa, khóc lớn ra là có cơm hả? Vậy mình phải đi kiếm đám khác để mình khóc. Chúc mừng hai con nha. Dạ. Con cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Chúc mừng hai đứa nha. Dạ. Con cảm ơn chú. Dạ.
có đám kìa. Cơ hội kiếm cơm của mình đây rồi. Nè, anh kia, anh lại, sao tới nhà người ta đám cưới khóc là có ý gì? Xin chia buồn cùng gia quyến. Cái gì? Đám cưới nhà người ta đang vui, mắc mớ gì phải chia buồn? Thấy đám là biết có chuyện buồn rồi. Thôi người chết cũng đã chết rồi, đừng có quá đau buồn. Cái gì? Chết gì? Một xui xẻo. Đánh cái gì mà dã man dữ vậy trời? Thấy người ta đói mà không cho ăn còn đánh nữa. Mấy người cũng là dã man thiệt. Sao ra nông nổi này vậy? Mới bị đánh hả? Dạ, muốn kiếm chút cơm, thấy đám vô khóc chia buồn rồi tự nhiên bị đánh. Đám gì? Tôi cũng không biết nữa, mà thấy có hai người giống cô dâu với chú rể đứng ở trước cổng á. Trời ơi, cái đó là đám cưới đó cha ơi. Đám cưới nhà người ta là phải vô ca hát hò hét chúc người ta hạnh phúc đồ. Ông vô ông khóc lóc bị người ta quýnh là phải rồi. Đồ khùng. Gặp vợ chồng là phải chúc hạnh phúc. Rối thiệt á. Vậy thì mình đi kiếm đám khác mình chúc phúc. Mà đau quá, bây giờ đi không nổi, không biết còn hát nổi không nữa. Đứng lại con nghe. Ông nó đứng lại. Nhưng mà giết tao hả? Trời chết nè. Chồng độc ác. Mày làm chồng độc ác. Đứng lại. Mày chạy mày đó. Đây là cơ hội mình kiếm cơm. Thằng Quế. Chồng thằng độc ác. Ơi anh chị ơi, anh chị ơi, buông ra. Ôi anh chị ơi, anh chị ơi, mày là ai? Em là Ngốc. Anh chị có phải là hai vợ chồng không? Vợ chồng thì sao? Nhìn đến nhau là biết hai vợ chồng rồi. Chúc anh chị hạnh phúc. Thằng đi này, mày chồng tao đó hả? Không hề. Để em hát tặng anh chị một bài để anh chị hạnh phúc nha. Cô dâu chú rể là bể bình bông, đổi thừa con nít bị đòn lát đít. Bị đòn lát đít. Mày chồng mày điên hết không? Không có đâu, em hát mà. Trời đất này á. Trời chết. Trời chết. Trời chết. Trời chết. Trời chết. Anh chị ơi. Tối mày chưa? Chưa. Lâu lâu được đánh người đá không ha? Chị chịu đây tiền đó đi chợ hả? Tất cả là tại mày á. Mày giấu thì mày đi kiếm đi. À mày còn trả treo với tao nữa hả? Ê ê, vợ chồng nhà kia cứu với. Cho tôi xuống đi chứ rồi đưa tôi lên rồi không cho tôi xuống hả? Rồi cái gì mà tự nhiên rồi đánh nhau rồi để tôi lên đây luôn hả? Cứu. Ê trời ơi, sao tự nhiên leo lên cây vậy cha? Cái anh kia anh khuyên tôi nếu thấy vợ chồng thì chúc hạnh phúc. Vậy là tôi chúc hạnh phúc xong tự nhiên đánh tôi chăng lên cây luôn nè. Cứu tôi với, cứu tôi xuống. Để tôi vô tôi cứu. Dạ. Bước xuống, đứng lên vai tôi nè. Ê, đứng lên. Có sao không? Cảm ơn anh. Cũng tùy chứ. Thấy đánh nhau mà chúc hạnh phúc thì bị đánh là đúng rồi. Đúng là phải can ra rồi nói bớt giận, bớt giận. Can ra rồi nói bớt giận, bớt giận. Hả? Thôi tôi đi nghe. Cảm ơn anh nha. Ừ. Sao mà khó quá vậy ta? Lần nào mình làm cũng sai. Để mình làm lại thử. Lần này mà không kiếm được miếng cơm chắc chết đói quá. Mày nói gì vậy? Mày nói gì vậy? Công tượng ai vậy? Của tao, tao. Đưa đây, cái này của tao. Công tao mà mày làm gì vậy? Đưa đây, của tao. Đưa đây, của tao. Của tao, đã tao. Đưa đây, của tao. Của tao. Của tao. Ủa, chó. Sao hai anh lại đưa cho tôi? Đưa cái đó cho tao. Mày đưa cho tao nha. Mày đưa cho nó, tao giết mày à. Tao giết mày á. Tao giết mày á. Sao đưa cho ai cũng chết vậy? Hồi nãy ai nói em đưa trước? Tao chưa đưa trước. Dạ. Sao kỳ vậy mày? Nhìn mặt anh ác quá em sợ. Của tao mà. Của tao đây. Của tao. Mày đưa đây. Của tao mà. Uống ra. Của tao nè. Thôi. Của tao. Của tao mà. Tôi xin hai anh đừng có cãi nhau nữa. Bớt giận đi. Nhìn cái gì mà nhìn?
Bớt giận đi anh. Bây giờ tôi nói anh nghe, bây giờ hai anh ăn đồng chia đủ có phải là hơn không? Ăn đồng chia đủ là sao? Ủa anh đi ăn cướp mà anh không biết chia đều ra sao hả? À, không. Trời đất ơi, vì vậy cho nên cãi nhau đánh nhau là phải. Tôi nói anh nghe, tôi có hai thằng bạn, ba thằng đồng cam cộng khổ, mà bây giờ chết hết luôn rồi. Ủa sao kỳ vậy? Mày có hai thằng. Dạ. Mày nữa là ba. Dạ. Mà giờ ba thằng chết hết á, sao mày còn đứng sợ sợ ở đây? Mày sợ cho tao hả mày? Tôi là chết đi sống lại. Có vụ đó nữa hả? Có luôn hả? Đó. Bây giờ tôi nhớ hai thằng bạn đó quá mà nó chết mất rồi. Giờ không biết phải làm sao nữa. Tôi nói cho anh nghe, hai anh á, đi ăn cướp thì phải đoàn kết với nhau mới ăn cướp được chứ. Chứ cứ cãi nhau như vậy làm sao mà cướp được. Vậy mày xúi tao với nó đi ăn cướp hả mày? Không có. Ý tôi nói là hai anh bớt giận lại, đừng có cãi nhau nữa. À, mà tao với mày á, hai thằng cực khổ lắm mới cùng nhau lấy được số bạc này. Đúng rồi. Không có sai. Ê, giờ sao mày? Thì tao thấy nó nói cũng đúng á. Bây giờ tao với mày chia đều cái này đi. Nếu mà có dư á thì cho nó luôn, được không? Dạ đúng rồi. Đương nhiên tụi tao sẽ cho mày. Mày đứng đó mày. Đó bây giờ nè, tao không biết là dư bao nhiêu, nhưng mà tao đoán là dư cùng lắm cũng chỉ nhiêu đây thôi. Đó, rồi ha. Dạ, bao nhiêu cũng được anh ơi. Ừ, giữ xài đi. Dạ, tôi cảm ơn hai anh. Mày, không thấy tao với mày bỏ cái nghề đi trộm cướp này đi, kiếm cái gì lương thiện làm. Đúng rồi. Trộm cướp hoài, tao thấy hiu quá. Tao cũng nghĩ vậy á. Thôi bây giờ mình làm lại từ đầu đi ha. Ừ, làm lại từ đầu ha. Tao với mày về á, làm lại từ đầu. Ở lại mạnh khỏe nha. Tao với mày về. Dạ. Rồi, thôi đi mày ơi. Đi. Làm lại từ đầu thôi. Bây giờ mình có tiền rồi, mình kiếm việc gì lương thiện mình làm đi. Ừ. Rốt cuộc mình cũng đúng một lần. Mình đâu có ngốc đâu ta. Hãy nghe lời anh đi, bệnh không thể nào nằm ở nhà được, phải qua thầy Lang Tân để ông hút thuốc cho. Được rồi mà anh, em nằm vài ngày từ từ sẽ khỏe thôi mà. Chú cứ như vậy không à? Chú ngại tiền phải không? Tiền bạc cứ để đó tôi lo cho. Được rồi mà anh, thiếu người ta cũng nhiều rồi. Con nói vậy á, chứ không có đi hốt thuốc đâu bác. Nhà con hết gạo rồi. Chứ ơi, cha con sợ không có tiền để trả cho người ta đó bác. Bác cũng biết vậy, nhưng mà biết sao bây giờ. Tình hình của cha con á, chắc có lẽ là không đi làm mướn được nữa rồi. Mà cha con không có chịu trị bệnh á, mà con biết tại sao không? Không. Muốn để dành tiền lo cho con ăn học đó. Bác ơi, bộ bệnh của cha con không chỉ dứt được hả bác? Không phải không dứt, mà phải đúng thầy đúng thuốc, rồi lâu dài tốn kém nhiều lắm. Cha con là lao lực quá mà vậy đó. Mà cũng hên là mới thôi. Mà phải nghỉ ngơi ăn uống tịnh dưỡng mới hết bệnh được. Mà cái cảnh của nhà bác cũng khó khăn, bác chỉ phụ được phần nào thôi.
con cũng biết rồi đó. Dạ. Bác ơi, không ấy giờ con nghỉ học, con đi mừng lúa kiếm tiền để chữa bệnh cho cha con được không bác? Bây nói vậy cha con mà nghe được là không chịu đâu đó. Mà thiệt ra cũng không còn cách nào khác đâu. Giờ con nghỉ học kiếm tiền phụ cho cha con, chừng nào cha con khỏe lại rồi con đi học tiếp. Khổ thiệt, tướng tá vậy có chút xíu giờ làm gì? Mà muốn làm gì cũng phải có cái nghề với người ta mới làm được chứ. Vậy học nghề có tốn tiền không bác? Nhưng mà học chừng bao lâu mới ra nghề được bác? Rồi cha con đang bệnh như vậy, rồi làm sao hả bác? Giờ chỉ có cách này, con cứ qua bác học thêu đi, không có tốn cách nào hết. Nếu mà khi con thêu giỏi rồi đó, nhận đồ về làm, rồi có tiền lo lại cho cha của bay. Dạ. Mà ngặt cái á, nghề thêu là nghề của con gái, mà bay á thì lại là con trai. Dạ, không sao đâu bác, bác cũng là đàn ông con trai, sao giỏi đó. Rồi nhà bác cũng mở xưởng thêu, mở lớp dạy thêu nữa đó bác. Bác coi nè, con thắt đó. Con cũng khéo tay chứ bộ. Bác cứ vậy đi, rồi con theo đẹp hơn con gái luôn cho bác coi. Bác ơi, vậy mai con qua học luôn nha bác. Thôi được rồi, mai qua đi. Dạ, bác dạy cho. Cảm ơn bác. Thôi tụi bay chơi đi, tao phải về, không cho tao đợi. Ê tụi bay, thằng Thúc bữa nay nó hết học chữ rồi, mà nó đi học theo bên nhà bác của nó. Hả? Học theo? Bệnh mà sao cha không vô nghỉ đi? Không sao đâu, cha làm được. Cha để con sách cho. Sao hả con? Con qua bệnh học á, thấy có được không? Dạ được. Cha nói rồi, con cứ học đi, không được nghỉ. Còn con muốn học nghề gì thì phải học cái gì cho nó ra đàn ông con trai một chút. Cha, cha coi nè, bác nói á, con theo đẹp hơn mấy chị ở bên bệnh nữa. Bác còn nói á, con mà cứ theo đẹp như vậy là làm hàng cho người ta nhanh lắm. Nhưng mà... Mà cha, cha uống thuốc chưa cha? Bác á, có cho đồ ăn, để con về con nấu đồ ăn cho cha ăn nè. Ừ, để khi nào cha khỏe khỏe, cha đi làm lại, rồi con lo đi học chữ lại nghe. Cha đừng có lo, con sẽ đi học lại mà, con cũng thích học chữ chứ bộ. Có một cái thêu nó cũng hay, ban đầu á, cái mẫu thêu nó màu câm mà, xong rồi tới lúc mà mình thêu, rồi từ từ nó hiện ra, giống như là cái bông nó nở trên mặt vải, đẹp lắm luôn á cha. Mới học là con thấy thích quá trời luôn á. Mà cha, bác cũng là đàn ông, mà làm chủ xưởng theo á cha. Bác nói ngày nào nếu mình giỏi là có ăn, mà còn vui nữa á cha. Cha, cha đừng có lo nha. Giỏi. Dạ. Thôi cha vô nằm nghỉ ngơi đi, để con đi nấu cơm. Thank you.
khóc con. Dạ, con chào bác. Ừ, công nhận con có khiếu lắm đó nha. Con làm thợ được rồi đó. Vậy hả bác? Thôi thì trưa trời trưa trật rồi, thôi con về lo cho cha con đi. Dạ. Đem thuốc này về sắc cho cha con uống. Dạ con cảm ơn bác. Nhưng mà cha con nói cứ lấy của bác hoài, bác không đâu có dư giả gì. Cái thuốc này chỉ là ba cái lá cây, sao uống cho mát gan mà thôi, chứ không phải là thuốc hốt đâu. Dạ cảm ơn bác. Nè con đừng có nói gì cho cha con biết nghe chưa, con cứ sắc cho cha con uống thôi. Không phải thuốc hả bác? Ừ. Bác nói với con điều này nghe thốc. Dạ. Lúc rài á thì thợ mà cứng tay nghề á thì tự đi tìm chỗ khác mà làm, còn ở đây học trò mới không à con. Con biết tại sao không? Dạ không. Bác gái của con khó tính mà cũng không khéo léo, nên mối mang ít dần, con cũng thấy rồi đó. Cho nên bác thấy con giỏi giang vậy, bác không giữ con lại làm thợ được. Dạ con biết rồi, bác dạy nghề cho con miễn phí như vậy là quý lắm rồi. Mà bác ơi, con thấy cha con cũng khỏe lại rồi đó bác. Chứ cha con không có càm ràm cái vụ con học thêu nữa. Bác thấy con thêu vậy ra nghề được chưa bác? Tay nghề con á thì cứng rồi đó, nhưng mà khổ một cái á, bay có cái tướng nhỏ xíu người, không biết người ta thấy bay người ta có chịu nhận bay hay không. Bác nói con ra nghề được là con vui lắm rồi. Bác ơi, vậy cho con xin con đem mẫu thêu này về con thêu tiếp nha bác. Đem thuốc này về cho cha của bay nghe. Dạ cảm ơn bác. Thưa bác con về. Cha ơi cha, con về rồi cha. Cha ơi, cha, cha con về rồi. Cha con nằm mê man như vậy là không ổn rồi. Bây giờ thì con đi kêu thầy đi, để bác ở đây bác canh cho. Nhưng mà rước thầy phải tốn tiền nữa đó bác ơi. Thì mình cứ qua bển, mình năn nỉ người ta, mình ráng nói với người ta, chứ không lẽ con để cha con cứ nằm hoài vậy sao con? Nhưng mà thiếu mấy lần trước cũng chưa trả nữa. Bây giờ có cách nào để con kiếm tiền liền được không bác? À, con để ở cho người ta được không bác? Thôi giờ vậy, bác có biết một ông nhà giàu ở làng bên á, ổng đang cần nhiều thợ thiêu giỏi nhất để làm hàng cho nhà quan. Đâu con qua bển hỏi thử xem sao, biết đâu ổng mướn. Được á bác. Biết sao bây giờ, thì bây giờ mình cứ qua bển mình hỏi, mình xin việc làm, cầu may thôi. Dạ vậy để con mời thầy về hốt thuốc cho cha, rồi nói thầy là nay mai con trả. Thưa bác con đi. Con đi đi. Sắm theo đi. Cô, cô ơi cô, con thấy cái bông này á, ném về bông bụp chứ bông mai gì cô. Cái mẫu này mà sai á là ông về ông chửi con chết luôn á. Với lại cái này cũng không có đúng ý khách nữa. Ở đây ai là chủ? Dạ con, không phải cha, cha cô. Con này, tao tán tứ bề. Cha ta, đúng rồi. Nhưng mà khi ở giờ phút này là cha ta đã giao lại cho ta, thì là ta là chủ. Ta kêu làm cái gì thì làm cái đó, đừng có lèm bèm. Nhưng mà cô ơi, cái này kỳ khôi quá à. Kỳ gì mà kỳ? Không có bông mai nào mà một bệnh vậy đâu cô. Cái này là mẫu mới, mẫu mới. Mình phải làm cho nó mới lạ, hiểu không? Kỳ quá, không đó. Có giống. Quá trời đẹp luôn, còn nói gì nữa. Ủa, cha. Cái gì vậy? Dạ bông. Ông, coi. Đây nè, cái này cũ rồi, cha bỏ xuống đi. Cha coi nè, bông. Con mới vừa vẽ xong đó cha. Đây là mẫu thiêu đó hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, cha đi thâu tiền có một chút xíu à. Cha nhờ con ở nhà coi thợ thuyền nó thiêu, mà con làm vậy đó hả? Bông gì đây?
À, bông mai. Bông này tao nhìn tao tưởng bông bụt không à. Mà sao con không tìm cái bông nào của con nhỏ nhỏ chút xíu cho nó gần giống với bông mai. Cha kêu con coi thợ thuyền làm mà con làm phá đám vậy đó hả? Ủa, thì cha kêu con coi thì con phải làm sao cho nó khác đi chứ. Chứ con làm giống y chang cha kìa thì đâu có gì đâu mà lạ, đúng không? Con phải làm cho nó đẹp hơn chứ. Trời đất ơi, bà ngó xuống bà coi đây nè. Bà có con gái của bà đây nè. Trời ơi, hàng thì tôi cần giao gấp mà nó còn lạ với lỏng nữa. Trời ơi, mẹ ơi, mẹ ngó xuống đây mà coi nè. Không làm cũng chửi, mà con làm cha cũng chửi. Con biết làm sao cho vừa ý cha nữa. Mốt cha đừng kêu con làm gì hết nha. Mệt quá. Trời ơi, bà có xuống bà nghe đâu mà nó làm chi dữ vậy. Ông ơi, giờ làm sao ông? Có thương nữa không ông? Giờ sao ông ơi, thiêu nữa không? Bác thì kêu qua bển sinh nhật làm. Mà giờ bé ăn nói sao ta? Rồi, không biết người ta có chịu không nữa. Sao khó quá vậy ta? Bông gì toàn là bông xấu xấu không à? Làm sao mà làm mẫu theo được trời? Mình bằng gỗ, gỗ bằng da, khi bước chân ra thì kêu lẹp. Ê, nói gì đó? Nói lại nghe coi. Nói ai hả? Cây khô mà nở được qua, đậu được một quả khi già khi non. Đôi bên quân tử giao ngôn, suy đi tính lại vẫn còn hồ nghi. Ông đó nha, ông thiệt là quá đáng đó nha. Không có giới tới được với người ta, rồi bày đặt bài trò móc ngoéo hả? Ông á, đụng tới cha tôi hả? Tôi nói cha, cha tôi kêu lính đánh nát đít ra luôn, cho biết. Ừ thì hôm nay tôi gặp tơ, tôi mừng quá, tôi hứng lên tôi nói vậy thôi, có gì đâu. Nè, đừng có tưởng tơ này ít học rồi sách mé tơ không hiểu nha. Tơ hiểu hết đó. Chẳng qua là cha tơ đang kiếm thầy dạy riêng cho tơ thôi. Năm nào cũng học tứ thư ngũ kinh với tụi con nít, chán chết. Tơ học cho xong tứ thư ngũ kinh đi, ít ra là tơ còn hiểu ớt nó cái gì chứ. Ai biểu anh tả tướng tôi cứng còng như gỗ, cổ á thì da như da, đã vậy bước đi còn kêu lẹp quẹp không có nhu mì, còn dám nói gia cảnh nhà tôi một cây một trái nữa hả? Ủa, mấy cái câu đố giặt này nè, mấy bạn tơ không đố cho tơ biết hả? Câu đố? Ừ, nè, nếu như mà tơ giải được mấy câu đố của ớt á thì ớt á xin chịu làm công không cho tơ luôn. Còn nếu như tơ không giải được đó ha, phải giao cho ớt đủ số lụa để đi giảm ngọ đó. Sao? Đố thì đố, sợ gì ai? Ừ, vậy nha, tôi đi về, nhớ nha. Nhỏ điên. Trời ơi, mấy cô đó dễ ẹt, con nít chân trâu, đứa nào cũng biết hết á. Bộ chị không biết hả? Ủa, nói nghe nè, nói nghe nè. Nhóc là ai? Ủa, nhóc nói gì? Em là ai á, chị không cần biết. Nhưng mà nếu như chị muốn, em có thể giúp chị. Giúp hả? Vậy, câu đố đó là cái gì? Trời, dễ ẹt, cái cân á chứ gì. Cái cân? Phải rồi, một cây một trái, suy đi nghĩ lại, vẫn còn hồ nghi. Hả? Đúng rồi, trời, vậy mà chị nghĩ không ra. Trời, nhóc ơi, sao nhóc thông minh quá vậy? Hay thiệt hả? Hay thiệt á. Vậy là kỳ này, chị sẽ bắt thằng đó qua làm giường cho nhà chị. Nghĩ tới cảnh này, chị sung sướng quá. Sung sướng quá, sung sướng quá. Nghĩ tới cảnh đó thôi, sung sướng gì đâu á. Nó mất tiêu rồi. Nè, ơi, sao đi nhanh quá vậy?
Xin làm hả? Dạ. Ở đây chỉ có mướn thợ lâu năm, thợ lành nghề không à, không có mướn những người chạy việc ha. Dạ, dạ con cũng biết nghề. Ừ? Bác con nói qua đây xin ông thử, ông cứ ra mẫu theo đi. Ừ. Thế con thiêu đẹp á, xin ông cho con làm. Ê nhóc, mày nhiêu tuổi rồi? À thôi 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 khỏi đi. À, trời ơi, ba cái vụ này tao kinh nghiệm lắm, nhìn á là biết à. Mày giỏi lắm, mày 8 tuổi thôi. Dạ con 12 tuổi rồi ông. Cái gì? Tại con hơi lẹo tí thôi, nhưng mà con biết theo. Người ta ở đây á, tất cả là tuổi gấp đôi, gấp ba, gấp bốn lần tuổi của mày hả? Thôi thôi con đứt con nôi đi chỗ khác đi, mất thời gian thôi, quá. Ông ơi, con xin ông không? Ông cho con xin làm đi ông. Cha con đang bệnh không? Con xin ông đó không? Ừ. Nè, cha của mày bệnh thì kệ cha mày, tự nhiên cái cha mày bệnh tao phải nhận mày vô đây làm. Rồi cái mày phá coi như là hư hết hàng họ nhà của tao xong. Thôi đi về đi. Con theo được mà không? Ông cho con xin làm đi không? Ủa nhóc, sao đây nữa? Ủa, nhà chị ở đây hả? Ờ, nhà chị. Em đang xin ông cho em làm mà ông không cho. Ủa, con biết nó hả? Dạ, con biết nó. Nó giỏi dữ lắm, cho nhận nó vô làm đi. Ừ. Mà sao con biết nó giỏi? Con thấy mẫu thiêu của nó chưa? Hả? Dạ chưa. Nhưng mà con nghĩ là nó giỏi. Chưa thấy gì hết trơn mà kêu nó giỏi. Cha nói rồi đó nghe, con phải lo học hành đi, rồi còn phụ cha nữa. Chứ đừng có đi rảnh rỗi lanh quanh ở ngoài, rồi xong cái quen bảy quen bạ, xong rồi kéo về đây rồi làm phiền lòng cha nghe chưa. Cha đừng có coi thường con đó nha. Con quen biết những người giỏi giang, học hành đàng hoàng, chứ có ai bậy bạ đâu mà cha nói vậy. Mà cha nè, thằng nhóc này nó giỏi lắm á, cha. Dạ. Cho nó làm đi. Chính bởi vì con nói về nó nên cha không có tin đó. Muốn cha tin thì phải sửa tánh đi, biết lo chút xíu đi. Cha. Cha này. Cha. Vậy mà em cứ tưởng chị có uy với cha lắm chứ. Trời. Chị có uy với cha chị lắm. Tại vì cha chị sắp giao gia sản cho chị cai quản, cho nên cha khó một chút thôi. Vậy chị nói cho chị cho em làm đi, em còn phải mua số cho cha em nữa. Từ từ đi, chứ nói liền bây giờ thì khó lắm. Mà chị hối cha chị chửi chị chết. Hả? Ông đó có cái mẫu của con thiêu không? Dạ có, nhưng mà ông chơi con còn nhỏ, ông không tin là con thiêu. Thôi con đừng buồn, con cũng còn nhỏ thiệt mà. Đi học lại đi. Con đi làm rồi ở bển luôn, cha cũng thấy lo. Nhưng mà bác hai nói con cứ nghề rồi, con muốn đi làm kiếm tiền, lâu lâu con về. Thôi con đừng buồn nữa, học thêm vài năm cho nó cứng nghề, tới chừng đó có người tự kiếm con mà làm cho coi. Ừ, nhưng mà tới chừng đó hả? Con tự mở xưởng làm luôn, rồi con tự dạy mẫu theo luôn. Mở thêm lớp dạy nữa. Dạ, chưa đổ ông nhà đã đe hàng tổng rồi. Thôi con đi học lại đi, vài bữa cha khỏe cha sẽ đi mừng lại, lúc đó gia đình mình khỏi lo đói nghe con. Dạ. Nhóc ở đây. Cha ơi, cho con ra ngoài chơi chút nha cha. Thôi cha con đi. Cái gì vậy chị? Thưởng nè, ăn đi. Thưởng như gì? Mà sao chị biết nhà em ở đây? Tơ mà, có gì không biết. Thưởng cho cái vụ giải câu đố đó. Phải chi mà nhóc nhìn thấy cái mặt của thằng đó lúc mà chị nói ra lời giải nha. Trời, nhóc biết không, lần đầu tiên chị nói trúng câu đố của nó, nó nghe mà muốn té xỉu luôn á. Đã thiệt. Ủa, vậy lần nào hai người đó chị cũng thua hết hả? Còn bỏ đi. Bây giờ mình sẽ hợp tác làm ăn nha. Hợp tác làm ăn? Ừ. Là sao? Ừ, chị sẽ mướn cưng làm cho chị, nhưng mà trước khi mướn á, chị phải thử tay nghề của cưng. Mà nói nghe nè, cưng có thường thông minh không vậy? Ủa, thường thông minh là sao? Lạ, có nghĩa là phải
phải thường xuyên thông minh, chứ không phải là lâu lâu mới thông minh một lần. Là sao? Nếu như mà cho chị thấy nhóc thông minh thiệt thì nhóc sẽ có việc làm. Thiệt hả? Ừ, nhưng mà làm gì? Em chỉ muốn theo ở nhà cha của chị thôi à. Không, trước mắt á, là nhóc sẽ làm trợ lý cho chị. Chị á, sẽ đấu với thằng ớt. Nếu như mà chị thắng được á, chị sẽ nói cha chị nhận em vô làm. Sao? Có chịu cho tôi thử thách không? Được. Nhưng mà em có điều kiện. Hả? Được. Nè, điều kiện gì? Nói. Cha của em đang bệnh, cần có tiền hốt thuốc. Nếu như mà em chứng minh được thì chị phải trả cho em 10 quan tiền và 10 táo thóc. Như vậy em mới có tiền hốt thuốc cho cha em chị bệnh được. Dễ ợt. Được thôi. Rồi, giờ chị đố đi. Ngày mai qua nhà chị, để tối nay á, chị phải suy nghĩ câu đố. Câu đố phải thiết là khó thì mới biết được con có thông minh hay không. Mà nè, nhớ là phải đi cửa sau nha, không thôi là cha chị biết đó. Nghe không? Ừ. Nè, cầm đi. Nghĩ tới thôi là thấy đã rồi. Sao mà ăn? Thiệt là sung sướng. Đố cái gì giờ ta? Đố cái gì khó bây giờ? Cái gì? Làm cho người chết sống lại? Đúng rồi. Không những là làm cho người chết sống lại không đâu, mà còn phải làm cái gì cũng sống lại được hết. Em làm được không? Nhưng mà chị muốn làm cho ai sống lại? Ông cố chị á. Hả? Ông cố chị? Ừ. Được không? Chị phải cho em thấy hình ông cố của chị đi. Được. Lát vô cho coi sao. Mà nè, làm được thiệt không đó? Nhưng mà khoan đã. Trước khi mà làm cái đó thì làm gì dễ dễ trước đi. À, đi theo chị. Nè, cái cây này nè. Cái này á hả? Ừ. Em làm nó sống lại được đúng không? Ừ. Bây giờ chị sẽ nhổ nó lên. Chị nhổ nó lên. Nhổ. Đợi xíu. Chị nhổ xong rồi. Bây giờ chị sẽ ngắt. Ngắt rễ nè. Rồi đó. Chị sẽ ngắt hết lá. Em phải làm cho nó sống lại nha. Nhớ nha. Ngắt hết lá. Ngắt hết. Chỉ còn cái thân thôi. Em làm cho nó sống lại đi. Được. Nhưng mà em phải mang rễ với lá về. Sáng mai á, chị nhớ thức sớm ra đây coi nó sống lại chưa. Thức sớm? Ừ. Tơ, dậy con. Dậy đi. Vậy qua xưởng con coi giùm cha thợ thuyền làm giùm cái. Để rồi cha còn đi giao hàng cho người ta nữa. Ừ, coi gì, cha cứ đi đi. Thợ bển ta làm được mà. Trời đất ơi, con phải coi chứ. Để không thôi thợ người ta làm ẩu rồi sao? Người ta trả hàng gì nữa đó. Với lại con biểu thằng Tèo ha, dựng cái clip lên, che chắn không thôi mấy con gà nó bươi cái đám cải cha mới gieo. Nghe chưa? Cha, mấy giờ rồi? Ừ? Sao cha không chịu kêu con sớm? Trời ơi. Trời, ngộ vậy ta? Hay sắp có bão? Trời ơi, sống lại rồi. Sống thiệt á hả?
Trời sao mà hay vậy ta, sao lẹ quá vậy trời. Trời đó, chị kiểm tra kỹ đi, ngọn lá đầy đủ, còn rễ thì nằm dưới đất rồi. Ê ê, làm sao hay vậy? Bí mật. Chị đó xung hết luôn đi, em nói luôn một lần. Rồi, làm cây sống lại cũng khó. Làm cái này còn khó hơn nè. Làm gà sống lại được không? Được, giờ chị với nó đi. Nhưng mà chị phải đưa cho em bộ lông, không được thiếu con nào đó. Với lại cặp chân với cái màu nữa. Vậy làm gà sống lại mà chỉ cần lông, cặp chân, màu mà nó sống lại được hả? Được, sao hay vậy? Ê ê, bằng cách nào? Chứ đó giờ chưa nghe nói vụ này á. Sao làm hay vậy? Vậy mới khó, em làm miễn sao được thôi. Mà làm sao? Chị đừng có hỏi nữa, chừng nào em làm xong đi rồi chị biết. Ừ, vậy á thì chiều mai gặp nha. Chứ mà thức sớm chị choáng. Sao rồi, tỷ thí đợt 2 được chưa? Chưa, nhưng mà sắp rồi, ráng vài bữa nữa thôi. Tại sao lại phải chờ? Hay là đợi tơ đi học khôn, với lại cần nhờ thầy giúp hả? Ủa, bộ bị thua một lần rồi chưa có sợ hả? Làm gì sợ? Mà thôi, ông về đi, tôi còn phải coi chừng thợ cho cha tôi nữa. Ừ, về thì về, sợ ai? Đâu đâu, con gà đâu? Nè. Trời, gì thế ghê vậy? Con gà sống lại thiệt hả? Nè, chị có đi. Ôi, trời ơi. Hết hồn. Mà sao em làm nó sống lại hay quá vậy? Em đã nói rồi, chị đố hết luôn đi, rồi em nói luôn một lượt. Rồi, cái cây với con gà thì coi như xong. Bây giờ em làm chồng cố chị sống lại đi. Được sao không? Nhưng mà cho em mượn bức họa của ông cố chị đi. Mà chị nói rồi nha, là phải dẫn ông cố chị về đó. Mà ông cố chị phải sống lại đó nha. Trời, không sống sao vẫn về? Chị cũng thấy cái cây với con gà rồi đó. Ồ, nhưng mà ông cố chị chết mấy chục năm rồi, làm sao mà sống lại được? Trời, cái đó là chuyện của em, em không làm được thì em thua. Được, chờ đó. Sao chưa tới nữa? Chị. Đâu? 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 Ông cố chị đâu? Đâu? Đây nè. Ủa? Ê, 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 giỡn hả? Đã nói là phải đưa ông cố còn sống của chị về mà. Nè, chị nhìn đi. Đó, ông cố chị mở mắt chứ đâu có nhắm mắt đâu. Đã vậy mà còn cười nữa. Ai nói vậy là chết rồi, đúng không? Ê, nhóc, định lừa chị á hả? Không phải là lừa. Ở đây em đang muốn nói với chị á, mấy cái trò đánh đố toàn là mẹ không à. Mình phải tương kế tụ kế chứ sao? Tương kế tụ kế? Ừ, chứ sao? Chứ cái gì chết rồi, làm sao mà cha sống lại được? Nói vậy á, sao cái cây với con gà mà nhóc làm sống lại được hả? Trời, dễ muốn chết luôn á. Cái xóm này ai cũng biết, chị ngủ chơi trời chơi chật mới dậy. Chỉ cần qua xóm trước giờ chị dậy, chồng cái cây khác vô. Trời, đố người ta mà chị không nhìn kỹ cái cây. Con gà cũng vậy thôi, kiếm con nào mà có bộ lông giống giống vậy thế vô là được rồi. Trời, không lẽ chị ngu tới vậy sao? Ê, chị có ngu lắm không? Không, chị đâu có ngu dữ, mà chị ngu vừa vừa thôi à. Có cái á, nếu như mà chị bất ngộ với ráng học hành, chị đâu có bị hớ hoài.
thằng nhóc này nha. Coi mày vậy mà ghê quá nha. Được rồi, coi như là chị thu nhóc lần này đi. Chị sẽ trả đúng 10 quan tiền và 10 táo thóc. Nhưng chị sẽ không nhận nhóc vô làm đâu. Chị hứa rồi mà. Hứa gì? Hứa nào đâu? Trời ơi, ta lừa người ta không à, chứ có làm được gì đâu mà nhận vô làm. Nè, chị nói cho cưng biết nha, chị không có ngu như cưng tưởng đâu. Chị. Thuốc này cha cũng hên thiệt, con trả hết tiền thiếu với hót thêm thuốc cho cha uống cũng được lâu quá cha, uống xong cha đi lại được luôn á. Thằng lừa người ta chi con? Con đâu có lừa chị đâu cha, tự chỉ nhờ con xong rồi chị hứa lệ với con chi. Vậy cha khỏe rồi, cha ra đồng bắt vài con cuông cá về ăn. Con nói mà, uống hết được thuốc này là cha đi lại được luôn. Nhưng mà tiền thì không có. Cha khỏe chứ, đi cái đã, tiền từ từ mình tính. Cha nói cha đỡ lắm rồi. Con à, ngưng vài cử thuốc đi, chú uống hoài cha ngán quá. Dỗ mẹ con cũng tới. Con là con trai mà khéo tay thiệt. Nhưng mà bông này tên gì vậy con? Dạ đây là bông trăm tuổi. Bông trăm tuổi, hay lắm. Nhưng tại sao con lại đặt là bông trăm tuổi? Dạ tại vì lúc làm nó con nhớ tới mẹ. Nếu như mà bây giờ mẹ còn sống thì nhà mình đâu có nghèo như vậy. Cho nên con ước gì mẹ sống được lâu trăm tuổi, cha cũng sống lâu trăm tuổi luôn. Con ngoan, đẹp mà tên cũng hay nữa, mà con làm khéo thật đến mức độ mà cha nhìn không biết thật giả luôn á. Thì hả cha? Cha ơi, cha cho con ra ngoài chơi chút nha cha. Trời, cái gì đây? Bông gì vậy? Bông trăm tuổi. Bông trăm tuổi hả? Bông tên gì nghe lạ quá vậy? Giả hay thiệt đó? Muốn giả là giả, muốn thiệt là thiệt. Thiệt á là bởi vì nó được làm từ cây thiệt, còn giả là do người làm chứ không phải tự mọc. Trời, nói gì mà nghe mắc mệt, không hiểu gì trơn á. Nói đơn giản hơn đi. Thôi chị không cần hiểu đâu, em cho chị đó, với em muốn đố chị câu này cho vui thôi. Trời, đố gì á, đố đi.
chị giải được hết. Đố chị, bông này có bao nhiêu cánh? Nhiều muốn chết luôn, sao mà đoán nổi. Chị giỏi mà, chị đoán đi. Chị mà đoán được á, em sẽ qua ở công không cho chị 3 năm luôn. Còn không á, chị cho em bộ đồ mới, cho cha em bận Tết đi. Nhớ bỏ cho chị 3 năm. Ừ, được thôi. Nhưng mà nhiều cánh quá à, khó đếm. Cho chị đếm đi. Chị khôn quá à. Nếu đếm thì đâu có cần đoán. Mà đếm á thì chị thắng em chắc rồi. Chị khôn mà, cần thách đối với chị á thì cần phải biết người ta ghê gớm chứ. Rồi, chắc chị đếm luôn đó. Cho chị đếm phải không? Chị đếm đó nha. Ừ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ủa, cái này đếm rồi mà. Là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cái này vòng vòng hồi lé luôn á. Nè, sao nó nhiều quá, khó đếm quá. Ê, hay là chị tháo ra luôn nha. Tháo ra em thua luôn rồi. Vô duyên, ai biểu thách với người giỏi anh chi. Giờ làm sao, tháo được không? Rồi, cho chị tháo luôn đó. Được thôi, chờ đó. 98, 99, 100. Sao đếm lâu quá vậy? Xong chưa? Xong rồi nè. Rồi, nhiêu cánh? Hết thảy 100 cánh. Chắc không? Chắc chứ. Sai. Sao sai? Thì nhóc đếm đi. Nhóc làm thì nhóc phải biết nhiêu cánh chứ. Em biết, nhưng mà chị sai rồi. Sao bông sai á, thì phải có nhụy với cánh. Sao chị đếm luôn nhụy hành cánh? Ờ ha. Nhụy mà mệt ghê á. Mà nhụy với cánh y hệt nhau à, sao mà biết được. Nhưng mà trên đời cũng có nhụy giống cánh chứ bộ. Nhụy nó nhỏ hơn, nó nằm ở giữa đó. Trời, vậy giờ hỏi nhóc nè, vậy bao nhiêu cánh? 20 nhụy, 80 cánh. Em còn có mẫu theo của bông này nữa á. Đẹp lắm, chị muốn coi không? Thôi được rồi, coi như chị thua đi. Đi qua nhà chị lấy sắp giải. Ê, nhưng mà nè, làm cho chị mấy cái bông khác để chị đi đố lại người ta. Chị sẽ gỡ lại những sắp giải đó. Được. Thì thấy chị có thông minh không? Không. Con á, đúng thiệt là vừa làm được bông để cúng mẹ, vừa kiếm được bộ đồ bận Tết cho cha. Nhưng thôi đi nghe, cũng tội cho cô Tư đó. Ai biểu chị đó hứa lẹo với con chi. Nhưng mà thôi, con cũng không lừa chị đó nữa đâu. Nhưng mà cái bông này nó hên thiệt á cha. Từ nay lúc nào con cũng phải đeo nó bên người để cầu mong cho cha sống lâu trăm tuổi mới được. Loa, dân làng hạ nghe cho rõ đây. Hoàng cung đang tuyển thợ theo đồ cưới cho công chúa. Ai có mẫu theo nào đẹp được chọn sẽ được trọng thưởng hậu hỷ. Loa, người dân làng hạ nghe cho rõ đây. Hoàng cung đang tuyển thợ theo đồ cưới cho công chúa. Đúng rồi cha. Sao con? Con xin đi làm á thì người ta không nhận. Nhưng mà con đi thi để thấy cái mẫu nào đẹp thì người ta lựa, như vậy con mới có cơ hội. Vậy thì ráng lên nha con. Thóc ơi, tin vui, đại hỷ rồi. Chuyện gì vậy? Cái mẫu thiêu của con á đã được chọn rồi. Thiệt hả bác? Anh nói ơi, thằng Thóc chưa hết rồi. Đâu nó còn được triệu linh kinh để mà thiêu cho toàn hậu cung nữa đó. Cha, vậy là con có tiền để trả nợ rồi cha. Vậy là hay quá. Nó có tiền, nó trả tiền thuốc cho cha của nó rồi. Em đâu có ngờ lúc nó đòi học thiêu á, em cứ cản hoài. Con trai ai lại đi học thiêu. Anh Hai à, cảm ơn anh đã giúp đỡ hai cha con em nha. Thôi có gì đâu mà cảm ơn. Chủ yếu á là nó chịu mê học là được rồi, mới thành tài. Giỏi. Thầy Thóc ơi, thầy Thóc. Dạ chào ông. Dạ, anh chào cô. À, ông anh cho tôi hỏi đây có phải là nhà thầy Thóc á, dạy thiêu không ông anh? Phải rồi cô. Mà cô hỏi có chi không vậy?
Dạ, chẳng giấu gì ông anh, tôi có đứa con gái á, làm thợ thiêu lành nghề ở bên xưởng của phú ông á. Dạ. Tết nhất tới nơi rồi mà ở bên đó lúc này thất quá. Ông chủ á, thì bị bệnh, còn cô Tơ á, thì lơ là, nghe bên này á, làm hàng không có xuể, cho nên là tôi qua đây xin cho con gái tôi nó làm. Vậy à? Nói thiệt với ông anh, con gái của tôi á, một hai nhất quyết á, là phải qua đây học nghề thiêu của thầy Thóc. Giờ nghề thiêu của thầy Thóc á, nổi tiếng khắp cả nước luôn. Con gái tôi á, nó nhất quyết phải học thầy, chứ nó không có chịu học ai hết á. À mà cho tôi hỏi thầy Thóc có ở nhà không vậy ông? À, nó đi kiếm cây về sửa nhà rồi. Ủa, thầy Thóc là thợ thiêu mà đi kiếm cây sửa nhà là sao? Nó là vậy đó, tôi kêu nó ở nhà, nó không chịu. Nó muốn tự tay kiếm cây để sửa nhà cho cha. Trời ơi, ông anh thiệt là có phước đó ngang. Có người con vừa tài giỏi nè, vừa có hiếu nữa, không có ai sánh bằng hết á. Tôi ngưỡng mộ ông anh quá à. Mình sửa nhà cho cha rồi. Ở nhà của ta hả? Người muốn chết sao? Đụng tới ta là người chết chắc rồi đó. Ông ai? Sao tự nhiên ông nói là không phải nhà ông? Ông đâu có thấy cái nhà nào đâu. Đây, chính là nhà của ta. Hôm nay ngươi gặp xui xẻo rồi. Ta chính là thần cây đây. Thần cây? À, vậy là người ta hay nói trong mỗi cái cây lâu năm đều có người khúc mặt khúc mày ở trọng là có thiệt. Vậy mà con đâu có tin đâu. Bậy bạ. Hả? Người khúc mặt khúc mày là người chết á, thì người ta phải nằm trong mộ kìa, thấy chưa? Còn ta là thần cây là phải nằm trong cây. Không phải cây nào cũng có thần đâu. Người định phá nhà của ta, ta phải giết ngươi. Ông ơi, khoan đã. Ông nghe con giải thích đi ông. Thiệt là con không có biết đây là nhà của ông. Nếu như mà con biết là con né rồi. Tại con đi kiếm cây để sửa nhà cho cha con. Mà không lẽ con đi phá nhà của ông cụ khác. Ông còn lớn tuổi hơn cha của con nữa mà. Đi kiếm cây sửa nhà cho cha. Dạ. Ngươi là con cả nhà ai? Con nít con nôi mà đi có một mình, mà gặp ta có vẻ bình tĩnh, không sợ gì hết vậy? Dạ, tại con nghĩ là con làm việc tốt, con đâu có hại ai đâu, nên người ta không có hại con. Ủa, cái đó là cái gì? Sao ta thấy giống cái bông quá vậy? Dạ, cái này là con làm đó ông. Nó kêu là bông trăm tuổi. Con làm đây đặt trên bàn thờ của mẹ con. Mà nó hơn lắm luôn không? Cho nên lúc nào con cũng đeo theo nó, cầu cho cha con sống lâu trăm tuổi. Vậy sao? Dạ. Cha, con đi chơi nha. Nè, cha bệnh hoạn như vậy mà con bỏ đi chơi được à? Ủa, chứ còn ở nhà có làm được gì đâu. Thầy thợ bỏ đi hết trơn à, không lo kêu họ về gì hết. Nhà cửa thì vắng tanh vắng ngắt. Phải chi hồi đó đừng có coi thường thằng nhỏ đó. Cho nó vô làm đi, nhà mình đâu có phải bây giờ sập tiệm như vậy. Đó, cha thấy không? Cha không có nghe con, là hư bột hư đường hết trơn à. Con qua bển mà lo đi học nó đi kìa. Nó mới có chút xíu vậy đó mà bây giờ tiếng tâm của nó lừng lẫy. Ai mà như con không? Vậy? Mặt con mà đi học nó hả? Còn quê à? Người đúng là một thằng nhóc láo cá, nhưng mà lại có tài. Đúng là tài không đợi tuổi mà. Con nghĩ là con mê nghề thôi đó ông. Cứ con mê là con làm nghề sống chết, quên ăn quên ngủ luôn. Mà thôi, con xin phép con về nha ông. Chứ để cha con đợi, cha lo nữa. Ông đừng giận con cái vợ con phá ông nha. Con tặng ông cái bông trăm tuổi, để ông sống hoài luôn. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe nha ông. Ta cảm ơn người.
Quá đẹp quá vậy ông. Cái này ta tặng lại cho con. Cái bông này á được tạo ra từ câu chuyện của con. Nó có màu vàng từ rơm, nhưng tươi đẹp mà thơm. Nó có mùi thơm của lòng hiếu thảo. Nó sẽ có tên là bông vàng thọ, như là lời chúc ông bà cha mẹ cũng như tất cả mọi người, ai ai cũng được sống lâu trăm tuổi với người thân của mình. Con hiểu chưa? Bông vàng thọ. Từ bông hoa của thần cây cho, Thóc lấy hạt gieo thành những cây hoa xinh đẹp, cánh hoa màu vàng như màu vàng của rơm rạ. Có trăm cánh tượng trưng cho mong ước cha mẹ được trăm tuổi, cũng là tấm lòng hiếu thảo của Thóc. Sự tích bông vạn thọ bắt nguồn từ đó. Trời ơi, sắp nhỏ đâu ông ta coi nhìn lá cho dịp nay nè. Đây được rồi con. Rồi, xong hết rồi, được xong rồi. Đây. Cảm ơn nha. Thưa bà con, hôm nay tôi xin thay mặt gia đình tôi cảm ơn tất cả bà con đã chung tay phụ giúp gia đình tôi để có được một cái Tết thật chu đáo. Cô Tư, cô Sáu nè. Dạ. Cái lò bánh này nè, hôm nay mình nấu xong mình chia cho tất cả bà con ở đây đem về đón ông bà nghe cô Sáu, cô Tư. Dạ, anh cứ yên tâm, để đó đi tôi lo. Dạ. Thóc à, cha nghiệm ra ở đời phải học lấy một cái nghề cho tinh, rồi phải học làm người tốt nữa. Nhưng học chữ thánh hiền cũng rất quan trọng đó con. Con hãy sắp xếp đi học lại đi. Dạ con biết rồi cha. À cha, mình ra coi bông nhận thợ đi cha. Đẹp quá. Ôi đẹp quá. Rất là đẹp. Chẳng hay có việc chi mà trong thần sắc chàng kém vui như vậy? Phải chăng gia nhân làm phật ý của chàng? Không có gì đâu nàng à. Tình nghĩa phu thê bấy lâu nay, không lẽ em không hiểu ý chàng sao?
Nếu như không có chuyện gì, chàng sẽ không đâm chiêu như vậy. Thú thật với nàng, đêm qua ta lại nằm mộng thấy người bạn tri ân tri kỷ, trong lòng khắc khoải nhớ mong. Người bạn tri kỷ của chàng nhất hoài có phải là Thanh Quốc không? Đúng vậy, trong đời ta chỉ có một người bạn tâm giao, đã lâu không gặp. Ta muốn nhờ nàng một chuyện. Dạ, chàng cứ dạy. Ta nhờ nàng quán xuyến việc trong việc ngoài. Còn ta, ta sẽ trở về chốn cũ để tìm người bạn năm xưa, cốt yếu là để trả ơn trả nghĩa và mời người bạn đó về đây sống chung. Về đây sống chung? Khi xưa lúc cơ hàn, huynh đệ có nhau. Bây giờ ta giàu sang phú quý, không lẽ ta lại đi quên đi người bạn này sao? Mong nàng hiểu cho tâm tư của ta. Dạ, vậy chàng hãy mau thu xếp hành lý để mà đi tìm bạn. Nếu được như ý chàng thì còn gì bằng. Cảm ơn nàng, sáng mai ta thu xếp lên đường sớm. Anh ơi, anh cho tôi hỏi thăm cái, anh có biết là nhà thầy giáo Quắc trước đây dạy học ở Bến Sông á, bây giờ thầy đang sống ở đâu anh biết không? À, ông thầy giáo Quắc á hả? Ổng dọn đi chỗ khác lâu lắm rồi. Anh á, anh đi qua cây cầu này nè, cái xong anh hỏi thầy giáo Quắc là ai đây ta cũng biết hết trơn á. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Chi sơ. Tính bổn thiện. Tính bổn thiện. Tính tương cận. Tính tương cận. Tập tương viễn. Tập tương viễn. Thầy ơi, quá
Nhân. Lâu quá rồi, không anh quá. Tôi tưởng đâu là anh đi luôn rồi chứ. Tôi xin lỗi anh vì bây giờ tôi mới có dịp về thăm anh. Tôi có về nhà cũ để tìm nhưng mà không thấy anh. Tôi tưởng là sẽ không còn được gặp anh nữa chứ. Gặp lại anh, tôi mừng lắm. Dịp này về đây á, trước là để thăm anh. Sau đó tôi muốn mời anh về nhà tôi cùng hưởng vinh hoa phú quý, được không? Tấm lòng của anh tôi rất thấu. Nhưng mà tôi còn công việc dạy học ở đây nữa. Chuyện đó tôi cũng đã tính rồi. Tôi sẽ dọn sẵn một góc sân trong khuôn viên nhà tôi để cho anh tiện việc dạy học hơn. Nhìn vậy thì phiền cho anh quá. Hay là anh cho tôi vài ngày để suy nghĩ nha. Đi chơi chanh chanh, đi chơi chanh chanh. Ông dẫn bạn của ông về à bà? Có gì đâu mà vui ra mặt chị hả? Tới rồi đó, đây là nhà em nè. Mời anh. Lạnh hả? Anh ngồi đi. Bà đâu? Bà anh uống trà đi. Cái nhà này á là công sức của suốt thời gian vừa qua em làm dành dụm lên đó. Em giỏi quá. Lắm. Hôm nay có dịp diện kiến, thật là vinh hạnh cho vợ chồng tôi. Đây là rượu ngon, được làm từ quả hồ đào của gia đình tự làm. Có khách quý, chồng tôi mới đem ra mời. Xin mời hai anh cạn ly. Mời anh lắm. Mời anh. Quả là rượu ngon. Được thưởng thức một loại rượu ngon như vậy thiệt là có phúc đó. Cảm ơn anh chị. À, em xin mời mình và anh dùng bữa, để lâu á nguội á mất ngon. À, hiếm khi anh tới chơi, chồng tôi vui lắm. Mà anh ở đây khi nào anh về? Mình anh Quắc, chúng ta cùng cạn ly này, mừng chúng ta cùng hội ngộ. Cảm ơn anh. Mời anh. Mời anh Quắc. Mời anh ăn đi. Mời mình. Cảm ơn. Anh ăn thêm đi. Cảm ơn anh. Đồ ăn còn nhiều lắm, anh cứ ăn thêm cho no đi. Ngày hôm nay đi nhiều mệt rồi. Cảm ơn. Anh ăn cứ tự nhiên đi. Anh ăn thêm đi. Được rồi đó. Anh cứ ăn nhiều vô, đồ ăn còn nhiều lắm. Để em rót rượu thêm cho anh. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tập tương viễn, cẩu bất giáo. Cẩu bất giáo.
Tính nải thiên. Tính nải thiên. Giáo chi đạo. Giáo chi đạo. Tự nhiên đem ở đâu về một ông thầy? Tưởng ở chơi vài ba bữa. Chứ ai về dựng chỗ dạy học cho ổng luôn đâu. Bây giờ đọc lại thơ thầy nha. Nhân chi sơ. Nhân chi sơ. Tính bổn thiện. Tính bổn thiện. Tính tương cận. Tính tương cận. Tập tương viễn. Tập tương viễn. Cẩu bất giáo. Cơm gạo nhà mình ngày ba bữa giáo. Đâu có thiếu. Tính nải thiên. Không biết ông thầy này á ở đây đến bao giáo giờ nữa. Đạo. Giáo chi đạo. Quý dĩ chuyên. Quý dĩ chuyên. Các con thuộc chưa? Bây giờ đọc lại theo thầy một lần nữa nha. Nhân chi sơ. Nhân chi sơ. Tính bổn thiện. Tính bổn thiện. Tính tương cận. Nhà mình tự nhiên có người lạ ở. Giờ muốn làm gì viễn. Không thấy thoải mái chút nào hết. Cẩu bất giáo. Cẩu bất giáo. Tính nải thiên. Tính nải thiên. Giáo chi đạo. Giáo chi đạo. Quý dĩ chuyên. Quý dĩ chuyên. Nói với con là bà ăn cơm trước đi. Ông gì trễ họ không ăn được. Mà ông còn dặn con là làm một cái mâm cơm điên để con mang qua cho ông Quốc á. Ăn xong rồi. Còn cơm thừa này á, mày đem qua cho hắn đi. Nó không làm. Dạ. Mày đi nước cho tao. Dạ. Ở đây đến khi nào vậy? Thì mình cứ để anh ấy vui thú điền viên với tôi dăm ba bữa. Mà có chuyện gì vậy mình? Dạ không, em chỉ muốn biết ý mình thôi mà. À thôi, mình đi ngủ đi. Một, hai, ba. Thứ đi. Sao cái bình nó cũng đã bể rồi. Không ai bị thương là được rồi. Lần sau nhớ cẩn thận hơn. Tụi nhỏ ngỗ nghịch vô ý quá. Tôi xin lỗi anh chị. Hay là tôi dán cái bình này lại đền cho anh chị nha. Nha.
cái bình này đâu phải là do anh làm bể đâu, anh đâu có lỗi gì. Lành, chiều nay á dán cái bình này lại cho ông. Hôm nay á anh ở đây đã thấy ổn chưa? Công việc dạy học của anh ra sao rồi? Cảm ơn anh. Chưa có quen, bởi vì từ trước tới giờ tôi ở nhà tranh vách nứa lâu rồi. Từ khi chuyển qua đây thì ngày ba bữa sơn hào hải vị, thú thật mà nói thì tôi cảm thấy lạ lắm. Vậy thì anh Quắc hãy ở thêm cho nó lâu lâu rồi để cho nó quen ha. Suốt thời gian vừa qua thì tôi bận bịu quá, không có thời gian tiếp đãi cho anh chu đáo. Anh đừng có buồn tôi nha. Để tôi nói với sắp nhỏ chuẩn bị cần câu, tôi với anh đi câu. Lâu rồi á tôi với anh chưa có dịp thả hồn vào nhân tình thế thái. Anh Nhân nè, tấm lòng của anh tôi hiểu rõ. Mấy ngày nay ở đây tôi suy nghĩ nhiều lắm. Có lẽ là tôi sẽ vui hết với anh ngày hôm nay thôi. Tôi xin về bên đó. Mong anh hiểu cho. Anh em mình còn nhiều thời gian để gặp lại nhau mà. Xem ra là anh đã buồn tôi rồi. Khi tôi có thời gian để tiếp đãi anh á thì anh lại xin cáo lui. Thôi bây giờ tôi với anh đi câu cá. Ra đó rồi hắn nói. Dạ thưa ông. Bà mời ông lên nhà trên. À, vậy anh Quắc chờ tôi một chút nha. Được rồi. Có chuyện gì vậy mình? Gia Nhân á mới vừa báo với em, mấy cái giờ rượu quý của mình nó không cánh mà bay. Em nói là cho mình biết để mình tính và lo liệu, chứ để lâu ngày á em sợ cái nhà này nó loạn đi hết. Em nói nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Anh Quắc đang ở đây mà. Có mấy cái giò rượu thôi, mất cái này thì mình làm cái khác. Nhà này có khách mà mình. Mình nói sao nghe hay vậy. Lúc trước nhà còn nuôi chó, lúc thì mất miếng thịt, lúc thì mất con cá. Bây giờ không còn nuôi chó nữa, mất giò rượu, không phải người lấy thì ai lấy? Em không biết, mình lo liệu đi. Kìa Minh, nếu như mình còn ở đây ngày nào thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Thôi thì mình nói sao nghe hay vậy. Lúc thì mất miếng thịt, lúc thì mất con cá. Bây giờ không còn nuôi chó nữa, mất giò rượu, không phải người lấy thì ai lấy? Chuyện gì vậy? Mình xem đi. Sao cái bình nó cũng đã bể rồi, không ai bị thương là được rồi. Tụi nhỏ ngỗ nghịch vô ý quá, tôi xin lỗi anh chị. Bình này đâu phải là do anh làm bể đâu, anh đâu có lỗi gì. Nhân chi sơ, nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính bổn thiện, tính tương cận, tính tương cận.
của anh ơi. Anh Quốc, anh Quốc ơi. Có chuyện gì vậy chồng? Vậy là anh Quốc bỏ đi rồi. Chắc là hôm qua anh Quốc nghe được cuộc nói chuyện của vợ chồng mình. Mình ơi, mấy cái giò rượu đó làm sao mà sánh được những cái gì mà anh Quốc đã làm cho tôi hả mình? Tại sao lại như vậy chứ? Mình có biết không, từ lúc tôi còn cơ hàng, nếu mà không có anh Quốc cưu mang thì làm sao tôi có được cái ngày hôm nay. Những ngày tháng tuy vất vả đó, nhưng mà tôi luôn ghi nhớ trong lòng và tâm niệm rằng một ngày nào đó tôi sẽ trả lại cho anh gấp trăm gấp ngàn lần. Vậy mà bây giờ, anh Quốc ơi, tôi có lỗi với anh nhiều lắm. Tôi phải đi tìm anh Quốc. Tôi phải tìm anh Quốc cho bằng được. Nếu không cả đời này tôi sẽ ân hận lắm. Tôi phải đi tìm anh Quốc. Tôi phải đi tìm anh Quốc. Minh ơi, Minh. Chàng ơi, Chàng.